Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đã quay trở lại với cái phần 4 và phần 5 mà có tên gọi là sản phẩm. Và trong phần này thì bạn sẽ thấy rằng là Anna sẽ hướng dẫn bạn khá là đầy đủ một số thông tin đi hết cái quyển catalog. Về quyển catalog của chúng ta chính là một trong những cái vũ khí bí mật của chúng ta, là một trong những cái công cụ marketing rất là tốt. Đồng thời bạn chỉ cần biết được những cái sản phẩm ở trong quyển catalog thôi cũng đã là rất là gọi là gần như hầu hết tất cả những sản phẩm bạn cần chú ý rồi. Chúng ta có một số sản phẩm không có ở trong catalog, một số sản phẩm mới về thì Anna sẽ hướng dẫn bạn sau. Bây giờ thì bạn hãy cùng với Anna chúng ta cùng nhau tìm hiểu video clip về sản phẩm nhé. Và hãy kiên nhẫn một chút bởi vì video này dài đến tận hơn 2 tiếng lận. Bây giờ Anna sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách tư duy về sản phẩm để mà mình chưa cần phải có quá nhiều thâm niên, kinh nghiệm, tư vấn hoạt động mình vẫn có thể chọn được cho khách hàng của mình. Trước tiên ấy, để mà mình có thể chọn được sản phẩm cho khách hàng thì mình phải hiểu một chút về cái nguyên lý bên trong cơ thể của mình. Bài này anh Trương Huy cường dạy rất là hay luôn, và sau khi anh cường dạy xong thì Anna áp dụng cái phần này. Khi mình áp dụng thì mình thấy là các cái tư vấn viên á, họ có một cái sự tự tin hơn rất nhiều trong cái việc lựa chọn sản phẩm. Chứ bây giờ mình cũng học với một số chuyên gia rất là giỏi, nghe thì mình thấy hay lắm nhưng mà khi bảo mình nói lại mình không nói lại được. Nên là mấu chốt là gì, hãy làm cái gì mà đơn giản, dễ làm mà nhiều người cũng có thể làm được thì mình hãy áp dụng. Tức là xấu nhưng mà xấu đều còn hơn là tốt lỏng, đúng chưa? Xấu đều là được. Rồi bây giờ giả sử đây là một cái cây quá xấu, cái cây này vẽ hơi xấu. Cái đầu vào là cái rễ, sau đấy là cái thân, và mình sẽ có rất là nhiều những cái quả. Trên cây này có những cái quả, và bây giờ mình sẽ thấy là hiện tại chúng ta có rất là nhiều cái quả, như là quả ung thư này, quả yếu sinh lý này, quả lão hóa này, quả bệnh mãn tính này, quả bị đau đầu, quả bị stress, và rất nhiều những loại quả khác nhau. Đấy là cái kết quả của mình. Thế thì cái nguyên nhân nó nằm từ cái đầu vào, là đi từ cái bộ rễ của mình. Mà bộ rễ của mình là nó là từ miệng. Vậy thì có rất là nhiều bệnh, tất cả các bệnh ban đầu tiên nó đều là do mất cân đối, mất cân bằng trong việc chuyển hóa các chất. Tất cả các bệnh trên cái cõi đời này, dù nó là một hiện tượng lão hóa hay nó là những cái bệnh nặng mãn tính như ung thư, thì nó đều theo một cái nguyên lý đấy cả. Thế cho nên là mình chỉ cần có cách nào đấy mà mình có thể điều chỉnh được cái đầu vào thì tự động mọi thứ nó sẽ thay đổi. Tại vì chúng ta được nuôi dưỡng bằng dinh dưỡng mà, đúng không ạ? Vậy mình có thể thấy ngay đầu vào của mình bây giờ đang thừa cái gì ạ? Đang thừa cái gì ạ? Đạm, độc tố, chất béo của mình đều đang thừa cái đấy. Mình thiếu là mình thiếu vitamin, chất dinh dưỡng, khoáng, các cái enzyme. Những cái enzyme là một trong những cái thứ mà rất là quan trọng. Mà enzyme thì chỉ có trong thực phẩm tươi thôi, từ những cái thứ ở trong thực phẩm tươi. Tức là mình nấu chín lên rồi cũng không còn enzyme nữa. Cho nên đây là một trong những cái bí kíp rất là hay, là nếu như mà khách hàng của mình đang sử dụng sản phẩm của Cyberlion á, thì các bạn phải hướng cho mọi người biết ăn như thế nào cho đúng. Nếu ai mà muốn có một chế độ ăn phù hợp thì có thể inbox riêng Anna sẽ gửi cái chế độ ăn mà trước giờ Anna đã làm cho Yobo. Các bạn có thể áp dụng với một chế độ ăn mà, bởi vì nếu mà mình cứ ăn bậy, sinh hoạt của mình vẫn cứ bậy bạ mà mình cứ uống những cái sản phẩm tốt vào, người ta gọi là vừa xây vừa phá, thế nó cũng thành không tốt. Hay là những người mà ăn chay, nếu ăn chay mà chỉ ăn mình cái đồ nấu thôi mà không ăn những cái đồ tươi thì cũng thiếu một cái lượng enzyme rất là lớn. Đó, thế thì bây giờ mình đang có cái sự kết hợp, cho nên mình làm sao để cho có một cái sức mạnh tổng thể, để từ đấy mình có kết quả sử dụng sản phẩm tốt. Thế thì nếu mình điều chỉnh được, mình còn thừa nhiều cái gì nữa ạ? Căng thẳng đúng không ạ? Stress, căng thẳng, hay còn gọi là những trạng thái tinh thần tiêu cực. Tiêu cực là gồm những cái gì ạ? Các bạn ghi đây, các bạn biết này, lo sợ này, sợ hãi này, rồi lo lắng này, rồi tức giận này, buồn phiền này, ghen ghét này, đố kỵ này, đều là những trạng thái tiêu cực. Và tất cả những trạng thái tiêu cực đấy nó sẽ tạo ra rất là nhiều axit ở bên trong người mình, và cứ axit tăng lên thì tế bào bị lão hóa, tế bào bị già cỗi, và từ đó gây ra rất nhiều bệnh tật. Thế nên người ta mới hay đi thiền. Nếu như ai là thiền đỉnh cao ấy, thì trong lúc thiền là cái nồng độ kiềm ở trong người mình nó sẽ tăng lên, nó trung hòa, thì cho nên người ta mới đỡ được bệnh tật. Và ngay cả thức ăn cũng thế, thực vật là một trong những cái thực phẩm có tính kiềm. Máu, cái độ pH ở bên trong cơ thể của mình á là pH kiềm. Cho nên việc của mình là gì? Chỉ cần mình làm sao trong người mình, một, có nhiều oxy, hai, có tính kiềm. Tự thế là tất cả những bệnh tật khác nó sẽ tiêu ra. Ngay cả những cái sản phẩm của mình họ cũng sẽ đi theo cái nguyên lý như thế, làm trung hòa và làm cân bằng lại cái môi trường bên trong cơ thể của mình. Thế thì mấu chốt của mình là gì? Mình sẽ làm sao để mình loại bỏ những phần thừa, bổ sung những phần thiếu, giảm thiểu những cái căng thẳng stress và
và từ đó mọi thứ nó sẽ thay đổi, và từ đó cái quả của mình nó sẽ được đổ ra thành những cái loại quả tốt, sức khỏe tốt, trẻ hóa, ngực bự, rồi sinh lý tốt, tất cả mọi cái nó sẽ được điều chỉnh hết. Thế thì bây giờ có một câu hỏi là cái nhà này làm từ gạch đá và xi măng đúng không ạ? Bây giờ cái nhà này bị lủng một lỗ thì chúng ta dùng cái gì để vá lại ạ? Gạch đá và xi măng, chứ chúng ta không bao giờ chúng ta lại đi dùng là rèn cửa chúng ta vá vào đấy cả đúng không? Thế cơ thể của mình làm từ cái gì ạ? À, từ nước, từ dinh dưỡng, từ muối khoáng, từ rất là nhiều các chất cộng lại để tạo thành những cái phân tử nhỏ, những tế bào. Tế bào tạo thành các cái mô, các cái cơ quan rồi tạo ra cả cơ thể. Vậy thì khi mà cơ thể của mình bị ốm thì tại sao mình lại dùng thuốc để chữa nó? Chắc chắn là có lúc chúng ta cần phải dùng đến Tây y, chúng ta phải cần thuốc cho những trường hợp cấp tính, những trường hợp đặc biệt. Với lại mình cũng cần phải khai thác những cái ưu điểm của một cái ngành gọi là cũng là một cái ngành khoa học rất là phát triển. Và sau khi đã qua cái giai đoạn cấp tính rồi thì mình cần phải biết là mình phải nuôi dưỡng bằng cách điều chỉnh đầu vào. Và khi mình biết nuôi dưỡng để điều chỉnh đầu vào thì tự động mọi thứ nó sẽ thay đổi. Đó lý do tại sao mình phải bổ sung dinh dưỡng vào. Và sản phẩm của Siberian là thức ăn trên bàn ăn, là gọi là những cái loại thực phẩm mà sạch, đến từ những cái vùng nguyên liệu sạch, nước sạch, không khí sạch, đất sạch, và nó có dược tính rất là tốt, cho nên giúp mình điều chỉnh lại cái sức khỏe của mình rất là tốt. Mình phải rất quan tâm đến cái bậc thang này, tức là khi mình đi tư vấn cho khách hàng thì mình phải biết là người ta đang ở trạng thái khỏe hay là mất thích nghi, hay là ủ bệnh cấp tính hay là mãn tính, hay là người ta sắp chết rồi. Và cái sức khỏe của mình á thì nó sẽ giảm dần từ trên xuống, từ khỏe trở xuống. Thế bằng một cách nào đấy mà mình có thể đảo ngược cái chiều này lên thì tức là chúng ta sẽ làm cho cơ thể của chúng ta được hồi phục. Vậy thì bây giờ ví dụ mình nói này, giả sử một người chỉ đơn giản là mất thích nghi thôi mà chuyển lên khỏe thì thời gian ngắn. Nếu một người mà cấp tính hay mãn tính để chuyển lên khỏe thì sẽ mất thời gian dài hơn. Mình hình dung chưa? Nào, bệnh nào là bệnh mãn tính nào? Gút, tiểu đường, tim mạch, huyết áp, ung thư, béo phì. Béo phì cũng được xếp vào một trong những bệnh loại bệnh mãn tính. Đấy, đấy chính là những cái loại mãn tính. Thế còn những cái cấp tính như là ho, sổ mũi, viêm họng, táo bón, đại thể là những cái triệu chứng đấy nó cũng có thể chỉ là ủ bệnh cho một cái trạng thái mãn tính nào đấy, hay là những cái triệu chứng viêm. Tất cả bên trong cơ thể của mình đều bệnh tật đều bắt đầu từ những cái ổ viêm. Những cái ổ viêm đấy không được giải quyết thì nó bắt đầu lở loét ra thành những cái gọi là những cái vùng mà bị yếu và bị gây bệnh. Cho nên bằng một cách nào đấy, nếu mình hạn chế được tất cả những ổ viêm đấy thì tự động bệnh tật nó sẽ được giảm. Ngay cả quá trình lão hóa ở bên ngoài cũng vậy, hiện tượng lão hóa da tất cả đều đến bắt đầu từ những triệu chứng viêm, đến 40% của tất cả hiện tượng lão hóa bên trong cơ thể. Cho nên là nếu chúng ta biết là gì, biết cái nguồn cội của nó là cái gì thì chúng ta sẽ có một cái niềm tin hơn rất nhiều về cái việc là sản phẩm của mình có thể làm gì cho cái này. Ok chưa? Vậy thì bây giờ theo các bạn, trong quá trình mà mình làm thì mình nên tập trung vào đối tượng nào? Bệnh mà khỏe. À khỏe từ mà bệnh, đối tượng khỏe đúng không? Đấy là một sự tập trung rất là không ngang. Chúng ta tập trung vào những người giống như chúng ta này, đang đi làm, đang là lao động chính, đang cần rất là tập trung, đang cần có sức khỏe cho mình và đang cần phải chăm sóc, bởi vì sao? Mình có rất là nhiều trách nhiệm đang phải gồng gánh trên vai. Một ngày đẹp trời, nếu mà sức khỏe của người đang gồng gánh trách nhiệm trên vai mà nó bị là sao đấy thì sẽ có rất là nhiều con người bị ảnh hưởng, từ gia đình, người thân đến nhân viên, đồng nghiệp, rất là nhiều người. Cho nên việc của mình là gì? Mình tập trung vào đội khỏe đang muốn tăng cường năng lực để làm việc, mình tập trung vào đội mất thích nghi và ủ bệnh hơn. Chứ còn cấp tính với mãn tính ấy thì mình tránh xa ra một tí. Nếu mình hữu duyên thì mình chia sẻ, nhưng mà cái cách để mình tập trung là mình tập trung từ ủ bệnh và trở lên, nhớ là như thế. Và như thế này thì một người mình chăm sóc rất là nhẹ nhàng. Một buổi sáng chỉ cần hỏi họ là họ sử dụng sao, họ có thấy có năng lượng không, họ thấy tập trung vào công việc không. Và khi bạn tiếp cận với những người đấy thì năng lượng của họ rất là mạnh. Còn khi bạn tiếp cận với những người bị bệnh mãn tính ấy, nhất là về ung thư là năng lượng âm. Và bạn đi chăm sóc những người đấy về là bạn cảm thấy rất là mệt mỏi. Chưa kể là trong một số trường hợp mà mình không biết bên trong cơ thể bệnh tật nó đang tiến triển đến cái mức độ nào, ngay cả bác sĩ cũng còn không biết được. Có rất nhiều trường hợp là gì? Ung thư di căn đến phát hiện là giai đoạn cuối, bác sĩ trả về mà, đúng không ạ? Chứ đâu có phải là bác sĩ khi phát hiện ra họ sẽ điều trị được đâu. Thế cho nên là ngay cả trong tình huống đấy thì việc của mình là gì? Mình
mình phải hiểu là mình không thể nắm bắt được cái bên trong cái gì đang diễn ra. Mình chỉ có thể là điều chỉnh đầu vào, tức là biết là cần phải xây một cái nhà, bây giờ cái nhà đang bị hỏng, thì việc của mình là phải đưa gạch đá xịn vào, đưa nguyên liệu xịn vào. Việc của mình chỉ biết mỗi như thế thôi. Thế trong quá trình mà mình chăm sóc bệnh nhân bị ung thư ấy, lỡ mà chẳng may họ bị nặng quá, mặc dù họ đã sử dụng sản phẩm của mình rồi nhưng mà họ vẫn không qua được chẳng hạn, thì có phải thế mình sẽ ám ảnh cả đời không? Thậm chí là mình có thể kết thúc luôn sự nghiệp của mình vì mình cảm thấy là cái nỗi đau này chẳng hạn quá lớn, kiểu như vậy. Cho nên để tránh những trường hợp như thế, cộng thêm với cả là để mà chăm sóc với những người bệnh á, thì mình phải có cái thâm niên hơn một chút, hoặc là một số người làm trong ở dược sĩ ngành y rồi này kia thì họ có cái thẩm quyền hơn. Thì với những người đấy mình hạn chế, mình không chủ động phát tín hiệu ra, mà mình phát tín hiệu ra là phát tín hiệu ra những cái người mà từ đoạn này trở lên thôi. Mình chăm sóc sẽ rất là đơn giản và như thế các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu, được chưa? Anna sợ nhất là những người mà nói về những cái bệnh, hỏi bệnh này đến kiểu uống được uống cái gì ấy, mình khá là sợ. Thế còn khi mà người ta mà ở cái độ tuổi mà ví dụ như như cô Lan chẳng hạn, nếu như mà ở cái độ tuổi đấy thì chắc rõ ràng là máy móc nó sẽ không còn trơn tru như cũ nữa. Nhưng mà ở đây là gì, họ chỉ bị mãn tính, nhưng mà mãn tính cũng ở cái thể nhẹ nhàng thôi, chưa phải là những cái trường hợp mà là quá nặng. Thì chỉ cần họ dùng, họ cải thiện được sức khỏe thì tự nhiên mình cũng cảm thấy an tâm rồi. Có những cái trường hợp Yên An nói là nó rất là nặng ấy, mà rất là nặng thì nó sẽ chỉ cho uống cái gì, uống một thứ thôi nếu mà rất là nặng. Vậy khi mà mình biết như thế này rồi thì mình phải hiểu là nếu giả sử như mà mình chuyển được cái đây lên đây này thì nó sẽ tốt hơn, ngắn hơn và dễ hơn. Ok chưa? Rồi. Vậy bây giờ khi mình biết hai cái này rồi thì bây giờ mình sẽ đi từng cái dòng sản phẩm của mình. Đầu tiên mình sẽ đi từ đầu quyển catalog đến cuối quyển catalog, kiểu của Anna là như vậy. Sau đó rồi Anna sẽ nói một số cái bộ sản phẩm mà dùng có hiệu quả ngay trong vòng 1 ngày, 3 ngày và 1 tuần, đúng không? Mình thích có những bộ sản phẩm nào có hiệu quả ngay để từ đấy mình có thể có cái phát triển kinh doanh cho nó thuận lợi. Ok, trang tử các lớp cái cách mà người ta trình bày cũng đã rất là theo cái chủ ý concept của người ta rồi. Mọi người mở ra ở trang 5, trang đầu tiên, trang số 5. Ở trong trang số 5 này mình sẽ đọc được cái dòng là kiểm soát chất lượng ở cấp quốc tế. Tức là với một số người mà người ta là ở một cái nhóm mà thích nghiên cứu thì mình có thể đưa cho người ta là gì, sản phẩm mình đạt được 4 tiêu chuẩn này. Tức là không phải là một cá nhân nào đấy đứng ra để khẳng định tiêu chuẩn, mà đây là gì, ở đây là những cái tổ chức họ đứng ra. Thực ra một người trong số chúng ta, xin lỗi, một sản phẩm thực phẩm chức năng nào đấy không cần phải hội tụ cả 4 cái tiêu chuẩn này mới có thể được lưu thông. Thế nhưng mà ở đây chúng ta có cả 4 cái tiêu chuẩn đấy thì nó đã làm cho chúng ta có một cái đẳng cấp về sản phẩm lên rất là mạnh rồi. Tiếp đến các bạn mở trang số 9 ra là sản phẩm siêu vitamin. Sản phẩm siêu vitamin ở trang số 9 có 3 sản phẩm mà các bạn có thể tập trung bán. Mà Anna thấy rằng là khi mà mình bán những cái sản phẩm này, mình hướng dẫn cho người dưới mình bán những sản phẩm này, bản thân mình dùng những sản phẩm này hiệu quả nó rất là nhanh và điểm số cũng rất là nhiều. Một trong những bí kíp khi mình chẳng biết tư vấn gì thì mình tư vấn 3 sản phẩm này: một là siêu vitamin, 2 là Neurovision và 3 là stress relief. Cách nhanh đấy các bạn ạ. Rồi, 3 sản phẩm này, cái này 60 điểm, cái này 70 điểm, cái này 82 điểm, nhiều không ạ? Vậy cách mình kết hợp là như thế nào? Sản phẩm siêu vitamin, theo cái kinh nghiệm mà Anna tư vấn, thì Anna sẽ tư vấn cho những người mà muốn tăng cường cái năng lực hoạt động nói chung, chẳng bị cái bệnh gì cả, nhưng mà trong người hơi uể oải mệt mỏi một tí, thì mình cũng có thể tư vấn cho họ dùng siêu vitamin rồi. Đó, trong trường hợp mà người ta bị như Anna, lúc đầu Anna trước khi dùng siêu vitamin là Anna bị đau dạ dày, nhưng mà là đau ở cái việc mà là ủ bệnh hơn, mất thích nghi hơn. Mình mới bắt đầu bị đau trong vòng khoảng 20 ngày gần đó, và Anna dùng trong vòng 1 tuần là mình thấy cái cơn đau nó hết. Thì nó không phải là nó giúp mình chữa một cái bệnh cụ thể nào đâu, mà nó biết là cung cấp gạch đá vào cho cơ thể của mình tự điều chỉnh cái phần yếu, và tự nhiên là mọi thứ nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ok chưa? Và siêu vitamin mình dùng thì rất là dễ. Và bản thân nếu như mà một số người dùng siêu vitamin
chỉ cần dùng siêu vitamin không thôi nó cũng đã giúp điều chỉnh lại được cả cái giấc ngủ rồi. Cho nên thường là nếu ai mà bị mất ngủ mà không có healthy vision, các bạn cũng có thể cho dùng siêu vitamin để thay thế. Tiếp, neurovision, trang số 11. Trang số 11 là neurovision, đúng rồi. Cái này là cho mắt và não. Sản phẩm này rất là phù hợp với những người mà bây giờ đang dịp cuối năm, người ta đang cần tập trung vào để người ta có thể hoàn thành những cái dự án này. Người ta đang cần tập trung sức lực tối đa, một ngày người ta làm 12-14 tiếng thì hãy hướng dẫn cho người ta sử dụng sản phẩm này. Nữa là những người mà làm full sang nối vi nhỉ, những người làm full sang nối vi, những người là bác sĩ, những người mà vẽ kỹ thuật. Bây giờ ấy, cái nghề mà kiến trúc sư ấy cũng là một nghề mà có thu nhập rất là cao, và đây cũng là đối tượng của mình luôn. Bởi vì không những là họ cần phải, mắt của họ cần phải tinh mà não của họ cần phải tập trung trong những lúc vẽ thôi. Nhất nếu không á thì một cái công trình có thể mãi mà vẫn chưa được vẽ xong. Và rõ ràng là bây giờ cái việc mà thiết kế ra những cái công trình ấy, nó đôi khi nó còn có những cái giá trị còn hơn cả việc mà thi công cái nhà. Như anh Thanh thì anh ấy kể là bà con nhà anh ấy thiết kế thì mất 1 triệu đô tiền thiết kế, mời ở châu Âu về Thụy Điển về để mất 1 triệu đô thiết kế, nhưng xây căn nhà lên hết có mấy tỷ thôi. Cho nên mình biết là mình tập trung vào đâu rồi, đúng không? Tất cả những cái kỹ sư công trình, kỹ sư ngoại cảnh, kỹ sư trong nhà, tất cả những cái công ty mà có những cái gọi là đang làm chủ thiết kế của những cái dự án á, đó, khách hàng của các bạn ở đấy, mở rộng những đối tượng và dùng neurovision. Và đối tượng này chỉ cần dùng một lần thôi là họ sẽ yêu, bởi vì bản thân họ đang ở trong một cái trạng thái là rất là cần cái gì đó để hỗ trợ trực tiếp cho não bộ. Trainer, những người hay dạy học, những người nói nhiều, những người phải tập trung, những người lúc nào cũng phải show cái năng lượng của mình ra, đúng không ạ? Những cái lãnh đạo cao cấp ở trong công ty, ở trong các tập đoàn, trong ngân hàng, trong tất cả những cái công ty, họ đều cần đến neurovision. Neurovision là một loại thức ăn mà đặc chủng dành cho não và mắt đấy. Hỏi đây là cái gì? Đây là thức ăn dành cho não và mắt, thế thôi. Và ở đây có một cái nhân chứng sống là chị Trúc này. Một lát các bạn gặp chị Trúc để mà hỏi chị cái kinh nghiệm dùng neurovision. Cái ngày đầu tiên khi chị đến OBP hả, chị rất là phòng thủ ấy. Chị rất là phòng vệ xem là chuyện gì đang xảy ra ở đây, và chị còn ngồi khoanh tay nữa. Thế thì chị nói là chị chỉ chọn là người tiêu dùng thông minh thôi. Thế em nói là ok, nếu bây giờ chị chọn thành người tiêu dùng thông minh thì tốt quá lắm, em sẽ hướng dẫn chị mua sản phẩm luôn. Trong ngày hôm đấy bá mở mã số và bá mua luôn neurovision. Thế là khi mà mua neurovision thì có phải ngày hôm sau cũng là một ngày hôm sau ngày như thế này học ở đây, thì Anna nói là ngày mai chị mang cho sản phẩm chị uống từ sáng. Em nghĩ là đến chiều là chị đã có cảm nhận rồi. Thế là chị cứ ngồi chị bị nhức mắt, trong đúng một ngày hôm sau không thấy chị sờ tay lên trên mắt nữa luôn. Đến chiều hỏi chị Trúc có bị nhức mắt nữa không, Trúc bảo chị quên mất là chị bị nhức mắt. Thì khi người ta quên tức là nó không còn gây cảm giác khó chịu cho người ta nữa. Và đêm hôm đấy về, sáng hôm sau bà nhắn tin cho mình, em sáng nay chị có thể tự chạy xe để chở con chị đi làm rồi, đi học rồi. Là hồi giờ không làm được cái việc đấy, đầu óc cứ bị quay trong như trong trắng, mà sợ mình bị cái gì còn mua bảo hiểm nhờ, mua cả bảo hiểm nhân thọ cho 2 đứa con nữa. Thế thì như thế là tự nhiên cái niềm tin của người ta lớn lên, và tất cả thay đổi chỉ sau một ngày các bạn ạ. Cho nên ai mà người ta càng kỹ tính, người ta càng bảo là người ta phải dùng sản phẩm xem thế nào, càng đưa cho người ta. Đúng rồi, lấy luôn cái câu đấy, vì thực chất của mình là gì, là phát triển những hệ thống những người sử dụng sản phẩm mà, đúng không? Thế người ta đang làm, đang thích một cái thứ mà đúng là cái thứ mà mình mong muốn. Cho nên là cứ giới thiệu người ta sản phẩm, mấu chốt là bạn phải biết chọn cho người ta được cái sản phẩm mà nó mũi nhọn và nó có cái tác dụng ngay đó. Cái thứ ba là stress relief. Ở đây có ai xung quanh mình đã có khách hàng dùng sản phẩm stress này rồi chưa, đúng không? Ít bán đúng không? Bán mạnh cái này là độ của Anna là bán cái này rất giỏi. Tại vì thế này, Anna có một người bạn, bạn ấy bị căng thẳng, và bạn bị căng thẳng đến cái mức độ mà ở bên trong người bạn ấy là bị bệnh luôn á. Rồi ở bên ngoài là mặt mũi sáng hoét và cũng mất ngủ và tắc luôn cả kinh nguyệt. Thì bạn ấy uống rất là nhiều thuốc tây, rồi sau đấy bạn không uống được nữa, bạn phải chuyển thành thuốc nam và thuốc đông y, nhưng vẫn chưa cải thiện được. Thế thì đến cái khi mà mình ra mình gặp thì mình thấy mặt mũi nó thế, mình bảo chắc chẳng có tiền, mình định hướng nó uống một số sản phẩm rẻ rẻ. Ai rẻ đâu, sau khi nói về sản phẩm xong nó bảo mày lấy cho tao cái stress này đi, tao đang cần. Thế bảo là mình bảo ồ, con bạn mình có tiền nhở, anh cứ tưởng là cho nó uống sản phẩm khoảng 100-200 nghìn thôi. Tại vì sợ là bạn ấy sẽ có sự nghi ngờ, với bạn ấy là tiến sĩ sinh học,
học công nghệ sinh học cùng với Anna, bây giờ là đang làm tiến sĩ sinh học và có cả nhà máy sản xuất men và đang làm ở viện công nghệ sinh học, cho nên là công việc của bạn ấy rất là căng thẳng. Bây giờ thì bạn đang làm tư vấn viên của công ty mình rồi ở Hà Nội, và bạn ấy chỉ dùng có đúng một lần thôi, mỗi một ngày hôm sau đào tạo là mình thấy mặt nó đã hồng hào sáng sủa lên rồi, và sau đấy là dùng xong bạn đi mê, bạn ấy thấy rằng là cái đầu óc của bạn được giải tỏa đi. Sau một tuần Anna vào lại Sài Gòn rồi, bạn nói với Anna thế này này: mày ơi, hôm nay tao vui mồm, tao đùa được với mấy đứa bạn ở cùng phòng, tao thấy được việc cùng phòng. Tức là những cái người mà người ta đang bị căng thẳng này, trầm cảm thể nhẹ này, người ta rất là khó khăn để có thể nở ra một nụ cười, và người ta không biết cảm giác vui vẻ là gì cả các bạn ạ. Cho nên là stress thì sẽ là một cứu cánh cho người ta. Dành cho một số người mà vẫn chưa biết bán stress relief như thế nào, thì Anna sẽ cho các bạn thêm một số những cái thông tin như thế này. Bản thân sản phẩm stress relief này, nó là một trong những cái thứ mà có chứa rất là nhiều những cái hoạt chất sinh học bên trong cơ thể mình, để từ đó giúp cho mình có thể tự sản xuất và tổng gọi là như kiểu cung cấp cái nguyên liệu đầu vào cho mình nấu ăn vậy đấy. Thế thì trong stress relief nó có một cái hợp chất gọi là L-tryptophan. Cái hợp chất này này, bản thân nó sẽ rất là cần thiết quan trọng trong cái việc tạo nên một cái loại hormone quy định cái giấc ngủ của chúng ta, là melatonin, nó rất là quan trọng. Vì thế cho nên là khi mà bạn không ngủ được do bị stress, có nhiều trường hợp không ngủ được, trong đó có trường hợp không ngủ được mà hỏi kỹ ra, hỏi thêm 2-3 câu, mình biết là do người ta bị stress thì người ta cần phải uống stress relief. Ok chưa? Nữa là gì? Cái tryptophan này nó lại là tiền thân của một loại hormone làm cho mình vui vẻ gọi là serotonin. Anna rất là ít khi nói đến những cái thứ thuật ngữ sinh học này. Có điều là dành cho một số bạn mà bạn rất thích vì sản phẩm stress là sản phẩm 1.760.000. Mình cứ sợ là nó cao cho nên mình không dám bán. Mỗi lần mà nghĩ đến sản phẩm stress hãy nghĩ thế này này, nó có công dụng rất nhanh và nó 82 điểm. Tức là nếu bán được 3 em stress thôi là em gần như là xong nhiệm vụ 300 điểm. Mình hình dung không? Và nó có công dụng rất là nhanh cho nên người ta sẽ cảm nhận rất là nhanh. Người ta sẽ yêu quý sản phẩm của mình. Lúc đấy bây giờ nó giống như kiểu một cánh cửa, một cái nút chai đã được mở ra, thì mình mới có thể rót ti tỉ thứ vào bên trong cái người khách hàng đó. Thế cho nên là cái này, cái serotonin này này, trong người mình có 3 loại hormone mà làm cho mình hạnh phúc. Dopamine là làm cho mình hưng phấn ấy. Cho nên là mấy cái người mà hay dùng doping với cả mấy cái người mà dùng heroin ấy, là nó tạo ra rất nhiều những cái chất đấy. Thứ hai là serotonin là một loại hormone khiến cho mình vui vẻ, cảm nhận được sự vui vẻ. Thế những người nào mà chẳng bao giờ thấy cười cả, mặt lúc nào cũng cau có lại, xong người không bao giờ thấy vui vẻ cả, nói rằng mày uống stress relief chưa? Ngay cả trong đội nhóm của mình cũng thế, đứa nào mà cứ cáu kỉnh ấy thì hỏi là mua stress relief mà uống, thì người ta sẽ được neo dần dần cái đó. Và có một loại hormone nữa là oxytocin. Oxytocin được gọi là hormone tình yêu, tạo ra khi mà mình ôm ấp, sờ mó, hôn hít. Cho nên là về thì ôm ấp con nhiều ạ. Con này, chồng này, bạn bè này, đồng nghiệp này, được gặp nhau một cái là mình dành ngay cho họ những cái ôm rất là thân mật, thì tự nhiên cái hormone này nó sản xuất ra, người ta cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng và thoải mái. Thế là trong cơ thể mình, tất cả thứ nó đều liên quan đến não bộ và hệ thống hormone. Nếu chỉ cần cái não bộ và gọi là hệ nội tiết của chúng ta không ổn định thì tự động toàn cái cơ thể này của chúng ta nó sẽ không ổn định. Đó, cho nên là cái sản phẩm stress này là một sản phẩm rất là hay, và người ta sẽ có cảm nhận ngay trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày đầu tiên. Neurovision cũng vậy. Túm lại, nếu mà sau khi mình hướng dẫn một vòng, người ta bảo nhiều thứ quá, em cho chị một thứ thôi, giống như nãy cô nói, nhiều thứ quá, cho cô một thứ thôi, thì chắc chắn Anna sẽ chọn Neurovision. Đây là dịp cuối năm, người ta cần phải tập trung. Nếu bạn cho người ta uống stress relief thì người ta có thể, nếu người ta bị căng thẳng, người ta mất ngủ, người ta sẽ ngủ rất là nhiều. Mình hình dung không ạ? Thế thì ngủ rất nhiều là thôi thôi, uống cái này tốt thì tốt, nhưng mà ngủ nhiều lắm, bây giờ anh đang còn phải làm việc. Mình phải biết là những người mà có gọi là sẵn sàng bỏ tiền ra mua ấy, là những người đối tượng một, là cái đối tượng mà họ thường xuyên phải làm việc rất là nhiều. Ok, thì mình phải biết là cái đấy mình phải cho uống Neurovision kết hợp giữa combo 1 và 2, tức là siêu vitamin và Neurovision, bạn sẽ có 130 điểm và bạn sẽ có người khách hàng, có cái người khách hàng đấy suốt cuộc đời. Nhớ là như thế, chỉ cần bạn kết hợp được cho họ, nói thế nào không quan trọng, quan trọng là cách nói. Thông tin nó chỉ có thế thôi mà, nó đi nói lại vòng ba lần là vòng lại.
vào, thêm ánh mắt của mình vào, thêm tâm trạng của mình vào, thôi ngôn ngữ cơ thể của mình vào, thì tự nhiên người ta chả hiểu tại sao người ta lại mua Neurovision với cả siêu vitamin. Cứ như thế được, tại vì khi người ta đã uống rồi thì người ta sẽ rất là thích cái sản phẩm này. Cái combo số 2 là 1 và 3, tức là bạn sẽ đưa cho người ta uống siêu vitamin và stress relief. Cái việc mà bạn đưa cho người ta vừa Neurovision vừa stress ấy, là nó hơi làm mệt người ta một chút, tại vì một cái thì tăng sự tập trung và một cái thì tăng cái sự nghỉ ngơi, giải phóng mà. Giải phóng là cơ thể mình sẽ đòi hỏi cái sự nghỉ ngơi. Vậy thì stress bản thân như quên bạn của Anna dùng cũng dùng một hộp thôi, là một tháng của 20 ngày đấy. Dùng một hộp đấy xong thì nó quay trở lại nó dùng siêu vitamin và Neurovision. Tất cả cái này hoàn toàn có thể luân chuyển được, chứ không nhất thiết là cứ lúc nào cũng phải dùng stress. Còn riêng siêu vitamin và Neurovision thì dùng thường xuyên luôn, tháng nào cũng dùng. Một nhà mà có 3 người dùng là bạn biết một tháng người ta phải chi tiêu số tiền nó cũng phải 500-600 điểm cho những cái sản phẩm này, nếu mà người ta dùng cái bộ này. Đấy, thế nên đây là 3 cái sản phẩm mà các bạn cần phải bán và đưa vào bên trong não bộ của mình, neo nó vào, cần phải bán những sản phẩm này. Tìm những người phù hợp mà bán. Có biết ai sẽ là người uống stress thì đi tốt không? Vợ của cái ông nhà giàu ấy, vợ của những người mà phải làm việc vất vả đấy, bản thân người ta cũng bị một cái sức ép vô hình, người ta không phải là người trực tiếp làm, bản thân người ta cũng rất là có sức ép giới thiệu cho người ta. Đó, đàn ông thì thường làm việc vất vả hơn, được chưa? Bây giờ mình chuyển sang cái trang mà 12-13 là mình sẽ thấy là có rất nhiều dòng box. Trong này mình ghi lại thêm hai cái box mà không có ở đây. Cái box số 1 mà không có ở đây là step box, có hết ở trên gian hàng online. Và cái box thứ hai là energy box. Có hai loại box này, các bạn ghi thêm vào. Step box đâu khoảng 528.000. Energy box bao nhiêu nhỉ? Hơn 400. Khoảng đâu đấy 400 đến 500 nhá các bạn. Các bạn về các bạn search lại trên gian hàng online. Rồi. Thế thì mình đi đến cái box đầu tiên là vision box. Vision box á, dành cho những cái người mà ở đây có ghi rõ hết rồi. Nói chung liên quan đến mắt, mỏi mắt, nhức mắt, rồi tất cả những thứ gì liên quan đến mắt là mình có thể dùng vision box. Nếu người ta đang dùng Neurovision thì khỏi cần hướng dẫn cho người ta dùng thêm vision box. Nếu người ta đơn giản là muốn một chức năng là mắt thôi thì cho người ta dùng vision box. Ok. Tiếp đến Mama Box. Mama Box là trang tiếp theo ấy, trang 15 ấy. Mama Box là sản phẩm dành cho bà bầu và mẹ sau sinh. Tất cả những phụ nữ của chúng ta thì đều bị thiếu canxi rất là nhiều, cho nên là phụ nữ dễ bị loãng xương hơn đàn ông. Đó là do cái quá trình sinh nở của mình. Thế cho nên rằng là ngay cả những người trong một thời gian dài, tính từ cái lúc mà người ta sinh nở xong mà người ta chưa hề có một đợt bổ sung sắt và canxi nào cả, thì vẫn có thể cho người ta dùng thêm một đợt Mama Box, chứ không phải chỉ là cái đối tượng mà ngay sau khi sinh mới dùng đâu. Mình hình dung không ạ? Như vậy người ta cũng sẽ có đa dạng cái sản phẩm để lựa chọn hơn. Trong này có rất nhiều canxi và sắt. Trong trường hợp mà hết Mama Box, mình sẽ cho người ta dùng canxi và sắt. Ok chưa? Nếu trong trường hợp mà hết luôn cả canxi và sắt, hết luôn cả Mama Box, các bạn có thể cho người ta dùng cái loại này. Mega dòng Sport, Mega Essential cũng hơn 300, dòng Sport trang 66. Tại vì cái vitamin mà dành trang 66 nhá, mà dành cho những người mà luyện tập thể dục thể thao, nó cũng có rất là nhiều canxi. Mình hình dung không ạ? Nó còn có cả magie nữa. Đấy, cho nên mình biết để mình linh hoạt những sản phẩm. Trong cái điều kiện mà sản phẩm này không có, sản phẩm kia không có, mình biết để mình thay đổi các sản phẩm. Mà cho đến tận cùng, nếu một nửa các sản phẩm trong quyển catalog không có hàng ở Việt Nam hiện đại, thì việc của mình là gì? Cứ thiết kế một sản phẩm bất kỳ phù hợp với người ta, cứ dùng là tốt đã. Ok chưa? Dùng nó là tốt rồi. Beauty Box. Beauty Box là vitamin đặc chủng dành cho phụ nữ, cho nên là ngoài cái việc mà làm cho người phụ nữ khỏe khoắn hơn, nó còn có công dụng đến da, đến tóc, đến móng, đến sinh lý, đến khô hạn, đến tất tần tật những thứ gì liên quan đến người phụ nữ. Ok chưa? Khô. Tất cả những cái khô được khô trơn hết, bao gồm cả khô khớp. Anna có một cái thứ này lúc đầu mà Anna quên nói, Anna phải nói với các bạn. Đó là bất
thể một sản phẩm nào của mình thì đều có ba cái đặc điểm là thanh lọc, năng lượng và cân bằng. Tất cả luôn. Đương nhiên sẽ có những cái sản phẩm mà nó thiên về thanh lọc hơn, có những sản phẩm thiên về năng lượng, có những sản phẩm thiên về cân bằng hơn. Tuy nhiên nếu mà họ chỉ cần dùng cái dòng box của mình, là cái dòng mà công ty đã phối kết hợp với nhau rồi, thì trong trường hợp mà không có sản phẩm gì cả, các bạn cứ cho họ dùng một loại box bất kỳ, một loại daily box bất kỳ, nó đã bao gồm cả thanh lọc, năng lượng và cân bằng rồi. Tuy nhiên về cái thanh lọc của nó không phải là quá mạnh, mình dùng chưa, mình có thể bổ sung thêm một số sản phẩm khác thuộc về thanh lọc sau. Tiếp đến, mình sang trang 16 là có Boost Box. Boost Box là một dòng sản phẩm cho tim mạch, tức là tất cả những cái gì mà liên quan đến mạch này, đến tim này, đến huyết áp này, đến sơ vữa động mạch, rồi nhịp tim nhanh, rồi nhịp tim chậm, rồi huyết áp cao, huyết áp thấp, bạn đều có thể cho sử dụng Boost Box. Bởi vì nó không phải là thuốc để điều trị một cái loại nào cụ thể, nó là những cái thức ăn và nó là những cái dưỡng chất cần thiết cho một hoạt động của hệ tim mạch trở nên trơn tru. Đấy, nó là như thế. Và bạn cũng thấy rằng là công ty chọn một hình ảnh một nam thanh niên đang luyện tập thể dục thể thao. Tại sao không phải luyện chọn một hình ảnh tim mạch là người ta phải hay nghĩ đến người lớn tuổi đúng không ạ? Nhưng mà thực chế chất bây giờ thì những cái nguy cơ mà bị bệnh tim mạch là nó được trẻ hóa rất là nhiều. Đặc biệt là có rất nhiều người đang luyện tập thể dục thể thao rồi không may cũng bị đột quỵ. Bởi vì sao? Bởi vì như thế này, hồng cầu ở trong máu người của chúng ta nó có số lượng rất là nhiều. Và hồng cầu nó có một lớp điện tích âm bao bên ngoài như thế này. Và chính cái lớp điện tích âm này làm cho các cái tế bào hồng cầu đẩy xa nhau ra. Thế thì bây giờ trong cái môi trường sống của chúng ta có quá nhiều độc tố, có quá nhiều kim loại nặng. Thế thì dương vào nó sẽ hút âm, làm cho cái lớp áo này của hồng cầu nó sẽ bị yếu đi. Và từ đó các cái tế bào nó có xu hướng co cụm lại với nhau. Nếu kết hợp với một cái tổ chức viêm, một cái chỗ nào đấy trong cái hệ mạch của chúng ta bị viêm, khi mà viêm thì các cái sợi nó sẽ lòi ra, bạn hình dung không? Và khi các cái sợi nó vào lòi ra, nó sẽ kết dính với những cái em tế bào này, hồng cầu rồi tất cả những cái thành phần khác di chuyển ở trong máu, đặc biệt là cholesterol, và tạo thành những cái tắc nghẽn ở trong cái lòng mạch, hoặc tạo thành những cái cục máu đông nhỏ di chuyển ở bên trong người mình mà mình không biết, đến khi mình biết ra là đã đột quỵ rồi. Ý là như vậy. Nếu như mà cục máu đông đấy mà di chuyển xuống tay và chân, mình chỉ thấy tay chân của mình tê tê một tí đấy, nhưng mà nếu như mà di chuyển lên trên thì mình biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Thế nên đây là một trong những cách mà mình bảo vệ mình rất là tốt. Và đối với một số người mà bị cholesterol cao thì mình còn phải bổ sung thêm cho họ, tăng cường cho họ thêm bằng cái chất béo. Một lát nữa nói đến Trimega Vital thì Anna sẽ nói, nhưng mà ở đây mình cần phải biết rằng là cái Boost Box là bảo vệ tim mạch và nó có khả năng bảo vệ cho tất cả chúng ta, chứ không phải chỉ là những người đang bị bệnh, những người khỏe mạnh, những người hay thích luyện tập thể thao, những môn như là chạy bộ. Tại sao mà ở Việt Nam mỗi lần mà Anna thấy người ta chạy bộ, Anna sẽ rất là sợ? Việt Nam của mình không sạch như châu Âu. Châu Âu họ sạch sẽ hơn, bởi vì thế nên là họ chạy bộ á, cái nguy cơ mà đột tử của họ thấp lắm. Mà Anna trước đây có quen một cô lương y lâu năm, và cô có nói rằng là ở Việt Nam thì cô chỉ khuyến khích đi bộ môn đi bộ đấy, chứ không phải là chạy bộ. Tại vì nó có quá nhiều thức ăn, nó quá môi trường hợp sống bẩn, thức ăn của mình bẩn, và trong người mình có rất là nhiều những cục máu đông như thế. Cho nên là thi thoảng mình cũng có thể uống Boost Box để mình hỗ trợ cho cái hoạt động ở của hệ tim mạch và tuần hoàn của mình. Ok đúng không ạ? Và nếu bạn kết hợp giữa Boost Box và Neurovision, đấy sẽ là một combo tuyệt hảo cho người ta phòng chống đột quỵ, hoặc ngay cả những người mà đã bị đột quỵ rồi mà người ta muốn có những cái sản phẩm hỗ trợ thì cũng có thể hỗ trợ cho người ta bằng một combo gồm Boost Box và Neurovision. Đó, cái đấy là một combo rất là dễ bán, người ta dùng người ta cũng sẽ có cảm nhận tốt. Nữa là trang 17 thì mình có IQ Box. IQ Box là dành cho những cái người mà máu lên não kém ấy, tầm 2-3 giờ chiều mà thấy cái mặt mình mu mu. Có những người buổi sáng ra ngoài đẹp lộng lẫy luôn, đẹp lắm, nhưng cứ tầm khoảng 2 giờ là thấy mặt bạc phơ, bạc phết ra. Sức gọi là sức đề kháng của người đàn ông được tăng cường lên. Tất cả những cơ quan mà của đặc biệt của người đàn ông ấy, khác với người phụ nữ, như là tuyến tiền liệt, như là ống dẫn tiểu, ống sinh tinh,
bóng đái, bàng quang này nọ kia khác đấy, là cái phần đấy nó sẽ được bảo vệ. Thường bệnh tật nó sẽ hay xuất hiện ở phần nào yếu của cơ thể, cho nên phụ nữ rất dễ bị những bệnh liên quan đến là vùng ngực hoặc là vùng tử cung, còn đàn ông thì bị rất là nhiều bệnh liên quan đến gan này, thận này và cái cơ quan sinh sản, bao gồm cả viêm cái đường tiết niệu, đàn ông cũng rất là hay bị. Thế thì khi mà người ta sử dụng sản phẩm này thì người ta sẽ được bảo vệ các cơ quan đó, và thêm một công dụng là gì, là cái sinh lý nó sẽ tự động được cải thiện. Bây giờ ở đây có cả các em bé nữa mà may quá trên 18 tuổi rồi. Bây giờ mình hình dung, giả dụ như các anh mà lâu lâu không lên mà lên rồi không lâu ấy, không cứng được, xuống nhanh, có hai kiểu, một là không cứng được, hai là cứng được mà xuống nhanh đấy. Những người đấy người ta ít nói với mình lắm, thế nhưng mà đàn ông của Việt Nam mình chỉ gần trên 40 tuổi là người ta đã bị những trường hợp đấy rất là nhiều rồi, bởi vì nhậu nhiều đúng không ạ, môi trường sống rồi nữa là gì, căng thẳng, stress, rất là nhiều thứ nó làm ảnh hưởng đến cái gọi là cái chức năng sinh sản của người ta. Thế thì mình phải biết là gì, giả sử để đi từ đây sang đến quận Phú Nhuận nhà Anna chẳng hạn, Anna nói là anh Tuấn ơi chuyển một gói hàng cho em từ đây về quận Phú Nhuận, là tín hiệu ở trong người mình, cái tín hiệu nó phải xuống được bên dưới thì máu nó mới dồn xuống bên dưới thì mới cứng lên được. Nhưng mà đường thì đang bị tắc, tín hiệu không đi, không truyền được, hàng không thể truyền được từ quận 1 về Phú Nhuận nếu mà đường bị tắc. Việc của mình là dọn hết mấy cái chỗ tắc đường, đường thông hè thoáng, tự địa động là tín hiệu nó sẽ xuống tốt. Vậy những người mà khó cương cứng ấy, các bạn có thể kết hợp họ men sóc cộng với pull sóc. Cái này là riêng của Anna thôi, kết hợp với pull sóc và mage, ba cái này ok chưa. Những cái người mà mình thấy họ bị tim mạch này thì bạn phải nhớ này, cứ máu huyết mà không lưu thông, máu huyết mà không lên não thì cũng không xuống bên dưới luôn, cứ lên trên tốt thì sẽ xuống dưới tốt. Cho nên người ta mới hay nói là cardio là sẽ tốt cho sinh lý, là vì thế cardio nó làm tăng cái hoạt động của hệ tim mạch, từ đó nó sẽ làm tăng luôn cả cái hoạt động về sinh lý. Cho nên là trà tim mạch ấy, trà du hen ấy là một loại trà mà những người muốn tăng cường sinh lý cần uống. Nhiều khi mình phải hiểu cái nguyên lý mình nói thế người ta hiểu ngay, cứ bảo các anh là máu mà không lên não được là máu xuống chỗ đấy cũng không thông đâu, là các anh ấy sẽ hiểu. Khi các anh ấy dùng xong một thời gian sau ấy, là các anh ấy thoát được khỏi cái tình trạng đó. Nếu mà họ đang điểm 2, đưa họ lên điểm 5, họ cảm nhận rất rõ ràng, được chưa? Nếu họ đang điểm 6, bạn muốn đưa họ đến điểm 9 thì họ cảm nhận khó hơn. Nếu mà điểm 6 mà muốn đưa đến điểm 8 cũng đã khó rồi. Thế cho nên từ điểm 2 mà lên đến điểm 5 có thể một tuần là cảm nhận được rồi. Đây sẽ là một trong những cái bộ sản phẩm có cảm nhận công dụng rất là nhanh. Đặc biệt bạn nào cần inbox cho tôi sẽ gửi cho các bạn cái danh mục những thực phẩm nam nữ cần phải ăn để tăng cường sinh lý. Chúng ta không thể vừa dùng vừa phá được, chúng ta phải biết rằng là chúng ta dùng sản phẩm thì chúng ta sẽ kèm thêm là ăn uống như thế nào, sinh hoạt như thế nào, thì từ đấy nó mới cộng hưởng cái tác dụng lên đó. Thế thì mình nhớ là mấy người mà đang điểm 2, điểm 3 thì có thể ta cảm nhận nhé, cảm nhận, chứ còn về cái mức độ mà tốt ấy thì phải từ từ ta cảm nhận hơn. Thế còn những người mà thời gian còn đang khỏe mạnh bình thường thì thời gian cảm nhận nó có thể là tầm khoảng 3-4 tuần. Như anh Tuấn nhà Kiều thì phải 3-4 tuần anh ấy cảm nhận thì là nó có hiệu quả, còn trước đấy thì anh ấy thấy là bình thường đó. Thế còn một số người mà lên rồi nhưng mà không giữ được lâu đấy, thì mình thay cái full stock này này, mình thay bằng energy bar. Ông già đấy phải không bị tim mạch. Có rất nhiều ông mà già như 70, 80 tuổi rồi mà thấy một số cháu trẻ hơn quá thì vẫn bị là huyết áp lên, tai biến. Thật là cái energy này nó chỉ là cung cấp năng lượng cho mình thôi. Thế cho nên là mình phải hiểu là cái đối tượng đấy họ cụ thể họ sao, mình hỏi kinh ra một chút để mà họ cho người ta kết hợp full stock hay là energy bar. Thế còn nếu mà đến tận cùng người ta chẳng có tiền để uống cả ba thứ thì cho uống men bóc và mage là được rồi. Nếu mà người ta cũng không có tiền để uống cả full stock và cả men bóc và mage thì mình sẽ chọn men bóc, ưu tiên là men bóc, ok chưa. Và mage thì còn phù hợp với cả những cái người mà người ta đang chuẩn bị sinh em bé,
men bắp và magie còn phù hợp với những người đấy nữa. Và những người đấy thì họ phải uống khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng ấy. Đó, thì nó sẽ làm cho cái những cái bạn tinh trùng được sản xuất ra sẽ là những cái bạn có chất lượng cao nhất. Tiếp đến Immunobox. Immunobox là một cái rất là hay. Ở đây ai hay bán Immunobox ạ? Cái này này, cái tăng cường sức đề kháng này này. Chị em không ai. Immunobox rất là phù hợp với những người mà hay bị viêm, viêm mũi họng này, viêm xoang này, những cái viêm nhiễm nhẹ này. Nhớ tất cả những người bị bệnh mãn tính họ đều có cái hệ miễn dịch của họ khá là kém. Mình có thể hỗ trợ họ để họ uống thêm Immunobox. Và nữa là gì? Tất cả những người phụ nữ mà hay bị viêm nhiễm phụ khoa, hãy chuyển cho họ uống Immunobox. Tất cả những người mà bị hay viêm phụ khoa, người ta sẽ bị khô hạn. Bởi vì trong quá trình mà đặt thuốc á, nó sẽ làm giết chết những cái tế bào ở âm đạo. Và từ đó là những cái tế bào tiết cái dịch nhầy ít hơn. Thế rồi đang bị khô rồi, lại có những cái quan hệ thân mật thì lại làm cho nó bị xước. Xước thì lại bị viêm lại. Viêm lại thì lại đặt thuốc thì lại khô. Nó cứ tạo thành một cái vòng luẩn quẩn như vậy. Và thuốc á, thì lại mình không được đặt cả năm đâu. Có những loại thuốc bác sĩ chỉ cho mình đặt là tối đa là bao nhiêu tuần đấy và tối đa là bao nhiêu tháng đấy trong vòng 1 năm cơ. Thế cho nên là với những người đấy thì cái việc mà cứ viêm đi viêm lại là một việc rất là khổ sở. Thì cái hệ thống miễn dịch của người ta nó bị kém. Mình cho người ta uống Immunobox tăng lên. Nhưng đối tượng này bạn có thể cho uống 2 túi một ngày. Vì thông thường là 1 túi một ngày thôi. Còn đối tượng này có thể cho uống 2 túi một ngày. Những trường hợp mà bị tiểu đường chẳng hạn cũng là một trong những trường hợp mà nếu bị viêm thì rất là lâu lành. Viêm bị những cái bị vết thương này cho nên người tiểu đường á, bao giờ cái bàn chân của họ nếu mà để tiểu đường nặng là họ bị viêm loét rất là nhiều, bởi vì cái bàn chân thì nó xa với tim mà, cho nên là cặn bã và thải nó tập trung vào đấy nhiều. Trước hết là mình cho người ta massage thường xuyên từ dưới lên, từ dưới bàn chân trở lại lên. Với nữa là thì mình cho người ta bổ sung thêm Immunobox. Và khi mà mình biết những cái sản phẩm thế này thì một tháng đầu họ có thể dùng sản phẩm AB, tháng thứ hai họ có thể dùng sản phẩm CD. Những sản phẩm gì có thể thay thế được mình có thể cho họ sử dụng. Vậy là tức là với những người nữ giới ở đây, khách hàng nữ bị viêm thì mình có thể cho họ là sử dụng Beauty Box kết hợp với Immunobox, được chưa? Còn có những cái kết hợp sau nữa nói đến đâu thì mình sẽ nói đến đấy. Coen là một dạng năng lượng hoang dã, tức là nó giúp cho mình có thể hồi phục được năng lượng rất là nhanh. Và hãy nhớ rằng là coen bởi vì năng lượng nó mạnh như thế cho nên nó không duy trì được lâu. Khoảng tầm 10-15-20 phút thôi là bạn sẽ phải kiếm ngay một cái gì để bạn ăn để bạn bù cái năng lượng hoặc là đang bị thiếu hụt. Những trường hợp như là đi máy bay thường xuyên, rồi bị đang chạy bộ này, đang bơi lội, đang thi Ironman, đang làm tất cả những cái gì mà cần một cái thể lực á, thì lúc này mình có thể mua thêm cái coen hoặc có thể thay nó bằng Adaptovit. Hai cái này là cùng một họ, là họ năng lượng, thuộc cái dòng là dòng năng lượng Coen và Adaptovit. Adaptovit thì 200.000, còn Coen thì là 250.000. Khi mà tìm hiểu sâu ra thì nó sẽ hơi khác nhau một chút, nhưng mà nó cùng là dòng năng lượng. Với những người mà bạn muốn tìm hiểu sâu thì anh đang nhớ là anh mà chồng của bà chủ tịch ấy, anh có một cái video clip nói về cái Adaptovit, các bạn có thể xem cái đấy để có được thông tin sâu hơn nhé. Tiếp đến là trang 22 là bộ ba thanh lọc. Rồi nói đến cái phần thanh lọc này thì chúng ta sẽ đi lại một chút vì những người mới thì trước đây chưa được tham gia những cái khóa học, cho nên là có thể là mình những chương trình học mình chưa biết được. Thanh lọc của trong cơ thể mình nó có 3 cấp độ. Cấp độ đầu tiên là cấp độ sinh học, cơ học. Cấp độ thứ hai là cấp độ sinh hóa. Và cấp độ thứ ba là cấp độ tế bào. Và ở đây Anna không biết bác nào đã gọi là cấp độ sinh học ấy. Đấy. Cấp độ cơ học tức là mình làm sạch cái cơ quan, những cái gọi là hệ thống thải độc chính của cơ thể mình, đường ruột của mình, cụ thể như vậy gọi là cấp độ cơ học. Hoặc là thở, làm sạch ở cấp độ cơ học tức là làm sạch cái chỗ mà mình hít thở vào á, nó sẽ bắt được những cái bụi này, bẩn này, chất gì đấy ở trong hít thở. Thì cơ học ở đây mình sẽ có các loại trà, được chưa? Và mình có lymphosan, nó vừa là cơ học và nó vừa là sinh hóa luôn, nó là hai cái luôn đấy.
Rồi, sinh hóa ở đây này, mình có lymphosa này, mình có lim này, và mình có một số những cái sản phẩm khác nữa. Đối với Anna thì là G-Mega Vital. G-Mega Vital là cái sản phẩm chất béo ấy ạ. Sản phẩm này cực kỳ hay luôn. Thế nên nói đến đấy thì Anna sẽ chia sẻ kỹ với các bạn. Hoặc là một số sản phẩm khác, rất nhiều sản phẩm khác họ đều hỗ trợ, nó đều hỗ trợ cho cái phần này. Và đây là hai cái sản phẩm mà nổi bật, lát nhớ sản phẩm là sẽ ghi. Tế bào thì mình có bộ ba thanh lọc và mình có formula 4. Thực ra ở trong một cái chỗ sắp xếp khác thì họ sắp xếp formula như là một sản phẩm giúp cân bằng. Nhưng mà ở đây thì mình phải hiểu là formula 4 là cũng là một trong những cái dòng sản phẩm mà thanh lọc rất là tốt. Đầu tiên mình sẽ nói đến bộ ba thanh lọc. Mình sẽ thấy là bộ ba này gồm có ba lọ khác nhau. Lọ màu vàng mình sẽ uống 2 viên vào buổi sáng. Lọ màu xanh da trời á là mình uống 2 viên vào buổi chiều. Còn lọ màu xanh lá cây là mình uống 1 viên sáng 1 viên chiều. Đây tổng cộng là sáng mình uống 3 viên và chiều mình uống 3 viên. Thì bộ ba thanh lọc này có cái công dụng thanh lọc ở cấp độ tế bào và theo cái nhịp sinh học, tức là ban ngày cung cấp những cái hoạt chất để giúp giải phóng năng lượng, buổi tối thì cung cấp các hoạt chất để giúp phục hồi cũng như là giúp tăng cường cái quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Bộ ba thanh lọc cũng là một trong những cái sản phẩm mà được tới 3 cái bằng sáng chế. Và ở trong tập đoàn mình có một cái video có tên gọi là cân bằng nội sinh thái. Các bạn cần phải xem cái video này. Cân bằng nội sinh thái tức là họ xem như là mình đang sống ở thành phố nào, thì cơ thể của mình là một cái đại diện của thành phố đấy. Tức là mình sống ở Sài Gòn, mình thấy ở Sài Gòn có bãi rác nào đấy bẩn bẩn, thì tức là bên trong người mình thể nào cũng có một bãi rác như thế. Thế cho nên là bạn xem cái này là sẽ hiểu kỹ hơn về cái cơ chế. Và đây chính là đặc sản của Siberian. Đặc sản của Siberian là gì? Là bạn thanh lọc và thanh lọc ở cấp độ tế bào. Và không những thanh lọc ở cấp độ tế bào, mình còn cung cấp các dưỡng chất cho cơ thể ở cái mức độ là tuân theo cái nhịp sinh học. Cho nên là nếp ăn, nếp ngủ của mình ấy, nó sẽ được điều chỉnh một cách tự nhiên, mình không cần phải ý thức đến nó. Rồi, nếu mà mình không có bộ ba thanh lọc, các bạn sẽ thay bằng formula 4 cộng với trà gan. Mình ghi vào đấy luôn. Nếu không có bộ ba thanh lọc thì mình thay bằng formula 4 cộng với trà gan. Rồi, mình sang trang 24 và 25 để đến dòng lymphosan. Ai ngủ bật chặt tay và đặt nó cái cho nó tỉnh. Rồi, dòng lymphosan bây giờ đổi tên thành Sovereign. Và nó vẫn có 4 loại. Loại đầu tiên là Pualine là dành cho tất cả các đối tượng có thể sử dụng được. Nó có hai công dụng. Công dụng đầu tiên là nó là một loại chất xơ hóa tan, cho nó khi uống vào nó sẽ làm sạch được cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Nó giúp chúng ta làm sạch được cái phần cơ học. Cái loại thứ hai, cái công dụng thứ hai, cái chữ lympho này chính là hệ bạch huyết. Ở đây ai biết hệ máu trắng của mình ạ? À? Mình có một cái tuần hoàn, mình có cả máu trắng và máu đỏ. Và cái sữa mẹ của mình ấy cũng chính là được xem là một loại máu gọi là máu trắng. Đấy là sữa mẹ, nó cũng được tiết ra bằng hệ thống ống của hệ bạch huyết. Và ở trong đấy là nơi sống của những cái loại bạch cầu và đại thực bào, tức là nơi sống của cái cơ quan mà giúp cơ thể của chúng ta bảo vệ khỏi cái sự tấn công của thế giới bên ngoài. Ok chưa? Và nếu như mà cái nơi sống đấy được làm sạch thì tự nhiên cái sức đề kháng nó được tăng lên. Cho nên tất cả những cái người mà bị viêm nhiễm phụ khoa, đa phần đường ruột của họ có vấn đề, bạn hãy cho người ta uống thêm lymphosan giúp thanh lọc và giúp làm sạch, giúp cho cái hệ miễn dịch của họ cải thiện hơn. Từ đó thì cơ thể của họ sẽ chống được những cái nguy cơ bệnh tật nhiều hơn. Đó, đây cái lymphosan là một cái rất là hay, càng dùng sẽ càng thấy là nó dễ chịu. Lymphosan cách dùng là như sau, mình sẽ pha lymphosan với nước ấm. Bạn sẽ lấy một ly nước khoảng 200 ml, khoảng 50 độ, rất là ấm. Sau đó bạn có thể cho khoảng một thìa, mình hay ăn sữa chua ấy, cái muỗng ăn sữa chua hoặc là cái muỗng mặt cà phê nhỏ nhỏ thôi. Mình lấy sản phẩm tới mình hòa ra mình uống luôn. Một cách tiếp theo là bạn có thể cho vào nước, các loại nước ép trái cây. Tập đoàn có một cái video clip là cách pha lymphosan đúng, cũng rất là cute. Xách lắc nó lên rồi đổ ra uống, trông ngon miệng lắm. Cho nên là mình có một ý tưởng là bữa sau mình mà mở một cái chỗ nào đấy để ngồi được á, mình cũng xách hay như thế cho cái lymphosan này.
xong rồi mình mời người uống mình tính tiền. Shake là SH, chưa phải là sex. Lên vô gian là John Comfort, loại thứ hai á, là cái loại mà dành cho cái người bị hút và bị khớp. Và những cái người bị hút bị khớp thì mình sẽ cho người ta dùng cái này. Tất cả những loại Lymphosan này mình đều dùng 2 ngày một lần sáng chiều. Ok chưa? Thậm chí những bệnh nhân mà bị ung thư chẳng hạn thì người ta sẽ dùng tăng lên 4 lần. Loại thứ ba là Lymphosan Defense, là cái loại mà dành cho người táo bón. Táo bón là có hai loại, táo bón âm và táo bón dương. Ở đây ai biết rồi ạ? Chưa luôn. Ok. Táo bón âm là cái táo bón mà ngồi xuống cái là xẹt ra ngay và phân không bao giờ thành khuôn ấy. Thì giống như kiểu bị đại tràng ấy. Thì Anna là bị cái loại này 10 năm rồi mà dùng cái gì thứ không đỡ được. Cái loại táo bón thứ hai là táo bón dương. Táo bón dương là táo bón mà đi từng hòn mà mãi không đi được ấy, là đối nghịch với nhau. Đấy. Thế thì với hai trường hợp này bạn đều nên cho người ta dùng cái Lymphosan Defense. Thứ nhất, nó sẽ giúp là bổ sung được những cái thức ăn cho cái bọn vi khuẩn sống cộng sinh ở trong đường ruột của mình. Nhớ này, cái đám vi khuẩn mà sống cộng sinh trong đường ruột của mình nó nhiều gấp đôi tổng tế bào trên cơ thể của mình. Và nó có tác động trực tiếp vô cùng mạnh mẽ tới hệ miễn dịch của mình. Đó là lý do tại sao nó tồn tại bên trong người mình nhiều như thế. Hay là mình muốn tăng cường hệ miễn dịch thì cái đường ruột của mình phải khỏe. Ngay cả trẻ con muốn tổng hợp được vitamin D, cái đường ruột cũng phải khỏe. Cho nên là các bạn có thể cho họ dùng cái Lymphosan Defense. Và Anna là mặc dù là ăn uống rất là tử tế, chỉ chu, chủ yếu là thực vật, nhưng mà cái ở đây ai biết phân của mình, những người biết rồi đừng nói, những người nào mới chưa biết phân của mình phải màu gì thì tốt? Ở màu vàng và phải nổi, phải có khuôn và phải nổi. Nên ngày xưa ông bà mình hay nói là cái cục vạc nổi ấy, mọi người hay bảo các bạn mấy cái cục vạc nổi cũng là đang trêu nhau. Thế thì phân của chúng ta ở xã độ 1 hiện đại ngày nay thì thường là màu xanh, màu đen và chìm. Các bạn mấy các bạn soi, Anna soi nó trong suốt 10 năm nay nó đều cái màu đấy. Cho dù mình là chuyên gia đi chăng nữa, bởi vì sao? Cái cô mà dạy Anna về đông y, cô có nói là cho dù em sạch đến mấy, cô ấy nhá, không phải mình nói nhá, cho dù em sạch đến mấy em cũng đang sống trong một cái thùng cất như nhau cả thôi. Tức là cái môi trường sống của chúng ta đang bẩn, thức ăn của chúng ta đang bẩn, không khí thở đang bẩn, nước đang bẩn, đất đang bẩn, tất cả mọi thứ đều bẩn. Không thể nói là nhà bà Christie, nhà bà ấy bị ô nhiễm nước cho nên là tôi khóa cửa lại không chơi với nhà bà ấy nữa thì tôi không bị ô nhiễm, thì tất cả đều đang dùng chung hết. Thế thì trong cái đối cảnh như thế thì rất là khó lòng mà mình muốn sạch, mà mình có thể một mình mà mình sạch trong khi chả cả cái cộng đồng của mình thì đang ốm được. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ làm sao để mà chúng ta có thể cải thiện dần dần lên. Ví dụ như Anna sau 2 tháng, đúng là phải dùng sản phẩm khoảng 2 tháng thì cái phân của Anna mới chuyển được thành vàng và có khuôn và nó nổ. Thì đấy là một trong những cái biểu hiện thải độc mà khách hàng họ dễ nhận ra nhất. Cái đợt nào, ngày nào đấy ở đây đã có ai có kinh nghiệm uống 20 viên formula một ngày? 1, 2, 3, 4. Khi mà bạn uống 20 viên formula một ngày, bạn chia thành 3, 4 lần á, thường những lúc đấy là những lúc mà bạn bị mệt, bạn bị cảm, bạn bị sốt. Thế thì bạn sẽ thấy có một đặc điểm là bạn sẽ đi nhiều hơn và cái phân của mình nó rất là vàng, mặc dù là nó lỏng. Tại vì lúc đấy nó đang kích để thải độc ra rất là nhanh và mạnh. Đấy, thế còn khi mà bạn dồn về khoảng 4 viên một ngày, như Anna hay hướng dẫn mọi người là hướng dẫn cho khách hàng uống 4 viên một ngày trên 2 lần sáng chiều của formula, thì nó cũng làm giúp cho mình làm từ từ thôi, không nhanh được. Đúng lại là nếu mà với những người mà bị đại tràng mà lâu năm mà nặng giống như Anna ấy, thì có thể là mình cần đến 2 tháng, người gọi là mãn tính rồi. Thế còn những cái người nào mà bị nhẹ ấy, thì họ sẽ dễ lắm. Thế cho nên là những người bị đại tràng thường là sức đề kháng của họ yếu, họ cũng hay bị hắt hơi sổ mũi này nào kia khác. Đó. Cái loại thứ tư là inulin. Inulin thì mình biết rồi, riêng inulin là chất xơ của nó hơi có cặn một chút, trông như sơ dừa thì. Và mình dành cho những người mà bị tiểu đường hoặc là bị béo phì ấy, muốn giảm cân hay uống. Thông cảm với chị Kép, chị đang thải độc ấy.
Và nếu trong trường hợp mà không có inulin thì mình sẽ cho khách hàng uống Linfusan Difen. Nếu không có cả inulin và không có thể không có cả Linfusan Difen thì bạn cứ mạnh dạn cho uống nếu như mà không có inulin thì mình cho mọi người uống Folite là cái đầu tiên đấy ạ. Cái đầu tiên trong trường hợp vừa không có cả inulin vừa không có cả Folite, các bạn có thể cho người ta uống Difen. Mà với những người này thì mình có thể uống một lần một ngày thôi. Cái Difen là cái số 3. Thế còn ưu tiên số 1 của mình cho tất cả mọi trường hợp đều là Folite. Chỉ có đúng hai cái trường hợp là bị tiểu đường và muốn giảm cân thì mình mới cho dùng inulin. Vì inulin nó sẽ là một tổ hợp chất xơ, và những chất xơ đấy nó có khả năng ổn định đường huyết, nó không giống như là hormone insulin đâu nhá, khác nhau. Rồi, mình sang đến trang 26, 27, 28, 29 là các loại trà. Ở đây tổng cộng mình có 10 loại trà trong này, trong 4 trang này thì nó có trước 8 loại. Loại đầu tiên là trà hô hấp amin. Trà amin là dành cho những người mà hay bị hắt hơi sổ mũi, hoặc là những cái người mà thường cái hệ hô hấp yếu, một ngày uống một gói. Hoặc người mà tự nhiên bị hắt hơi sổ mũi, tự nhiên bị bệnh thì bạn có thể cho người ta uống đặc hơn, tức là pha hai gói. Bình thường một gói là pha vào 200ml nước, nước sôi nhá. Thế còn nếu mà người nào đang bị bệnh xong á, đang bị hắt hơi sổ mũi thì đấy rất là nặng, thì mình có thể cho người ta uống là hai gói trà pha vào 200ml nước. Người ta uống cái đặc đấy trước đi, sau đấy mình có thể đổ thêm nước sôi vào cho người ta tiết ra tiếp, người ta uống sau. Thế nhưng mà nó sẽ có hiệu quả nhanh, người ta có thể cầm được cái cơn sổ mũi hay là cơn ho ấy. Nếu như trường hợp họ chỉ bị sao ạ, mất thích nghi, ủ bệnh nhẹ nhẹ và khỏe mạnh thôi. Chứ còn những trường hợp mà bị những cái hô hấp mãn tính ấy, như chị kép chẳng hạn ấy, thì phải 2-3 tháng. Giống như Anna bị dị ứng ấy, cũng phải 2-3 tháng, cho nó tùy từ cái trường hợp của mình. Tiếp đến, trà thứ hai là trà Curinsai, là trà tiêu hóa. Tương tự như vậy, một cái thì thằng là đường hô hấp, một cái là đường tiêu hóa. Nếu ai mà hay bị giống như là ăn vào đầy bụng trướng, trướng bụng khó tiêu, đầy hơi, rồi hôm nay ăn bún đậu mắm tôm về sao sao đấy, mình có thể cho người ta sử dụng cái trà này hai gói, còn bình thường thì mình dùng một gói. Trà đu hen là trà tim mạch. Lúc nãy Anna có nói đấy ạ, những trường hợp nào thì tim mạch thì ta dùng trà đu hen, là trà số 3. Trà số 4 là trà Sibiru, là trà thải độc cho hệ thống gan thận mật. Trà Sibiru này nếu mà mình uống bình thường mình cũng uống hai gói một ngày thôi. Trong trường hợp mà mình muốn hỗ trợ giảm cân thì trà Sibiru hoàn toàn có thể thay thế được cho trà tê. Hoặc là bạn sẽ uống 4 túi trà tê, chữ tê luôn, 4 túi trà tê một ngày. Hoặc là bạn có thể thay bằng 4 cái túi Sibiru một ngày. Nếu hết cả Sibiru, hết cả trà tê luôn, mình muốn cái gì? Mình chờ trang sau sẽ rõ. Tiếp, trang 28 mình có loại trà phía trên là trà noi, là trà ngủ. Trà ngủ này mình sẽ uống 2 túi một ngày. Uống hết vào buổi sáng cũng được, chia sáng chiều cũng được, nó chỉ là trà thôi. Nó rất là đơn giản. Nếu mà có thêm một số sản phẩm khác hỗ trợ giấc ngủ thì mình uống thế thôi. Còn nếu thiếu thì mình có thể tăng lên thành 4 túi một ngày. Tí nữa sẽ nói sản phẩm nào hỗ trợ cho ngủ. Trà em, trà gan đấy ạ. Mình phải hiểu là lá gan của trong cơ thể mình nó là một cái cơ quan mà nó phức tạp nhất. Nó vừa điều khiển quá trình tiêu hóa mỡ, tiêu hóa đường, vừa điều khiển quá trình điều hòa ổn định huyết áp, đào thải độc tố. Cho nên tất cả những đối tượng đấy đều có thể sử dụng trà gan. Khi mà các bạn hết tất cả các loại trà khác, bạn hãy lấy trà gan để cho họ uống. Yên tâm, vô cùng hãng hữu, mà có trường hợp mà tất cả những loại trà kể trên đều hết. Hãng hữu lắm, chắc không có trường hợp đấy đâu. Lúc này bạn có thể cho họ dùng trà gan. Giả dụ như bình thường là mình uống bộ ba thanh lọc, nhưng bây giờ không có bộ ba thanh lọc, mình có thể cho uống phọc mô la bốn kết hợp với cả trà gan, cũng có thể thay được cho bộ ba thanh lọc, vì nó đều có cái tác dụng thanh lọc, mà ngay cả phọc mô la bốn nó còn thanh lọc ở cấp độ nhân tế bào luôn cơ, tức là rất là mạnh mẽ. Trà tiếp theo là trà khu bát sai. Khu bát sai là một loại trà dành cho những người bị tiểu đường uống để ổn định đường huyết. Đồng thời, cái cơ chế và điều hòa hormone insulin của người mà đang bị đường huyết nó rất là trùng khớp với cả cái cơ chế muốn giảm cân của những người dư mỡ. Các bạn có biết tại sao mà lại có mỡ không ạ? Mỡ là một món quà. Mỡ xuất hiện để báo cho mình biết là bạn đang có cái trục trặc gì đấy liên quan đến chuyển hóa. Nó muốn báo cho mình là cơ thể của bạn sinh hoạt đang sai.
Thế bây giờ mình chỉ cần làm sao để mà loại bỡ những cái nguy cơ đấy đi là tự động mỡ nó sẽ tiêu được. Còn nếu mà mình chưa loại bỡ thì nó sẽ chưa tiêu được. Thế thì nếu trong trường hợp mà bạn muốn giảm cân thì bạn sẽ uống khoảng từ 3 cho đến 4 túi trà glucoside trong một ngày. Còn nếu mà không thì bạn chỉ cần uống từ 1 đến 2 thôi nếu mà người bị tiểu đường. Loại trà thứ 8 là trà Haragai là trà nữ. Haragai là loại trà mà giúp chúng ta có thể giảm thiểu những cái khó chịu khi mà mình bị rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt nhá, khác với cái kiểu khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt nhá. Khó chịu cái lúc mà bạn có đèn đỏ ấy, mùa dâu ấy là khác. Còn đây là gì? Cái người mà người ta bị rối loạn kinh nguyệt từ đấy trong người, người ta bức bí khó chịu. Đấy, thì cho người ta uống cái này. Hoặc là những người tiền mãn kinh cho uống cái này. Trang 30-31 là thế giới thảo mộc của Siri. Bạn hoàn toàn có thể nghiên cứu xem cái cây này, cây kia có cái gì. Đấy, thì bạn có thể search Google để bạn nghiên cứu thêm. Trang 33 mình có sản phẩm duy trì và hỗ trợ cho tim mạch. Sản phẩm là duy trì mà hỗ trợ cho tim mạch ấy, thì các bạn nhớ rằng là mình sẽ ưu tiên dùng hai sản phẩm là Boostop và trà Duhen trước. Còn hai sản phẩm bên dưới ấy, có điều kiện thì dùng, không có điều kiện thì chưa dùng cũng được. Ok chưa? Hai sản phẩm ở trên tính ra nó cũng chỉ có hơn 500.000 thôi, rất là dễ cho người ta uống cái đấy trước. Rồi, bây giờ mình sẽ sang cái dòng là dòng Syndro Vital. Syndro Vital là một dòng sản phẩm mà Vital là vitamin, Syndro tức là nhiệt sinh học. Syndro Vital là một dòng sản phẩm giúp điều chỉnh cái nhiệt sinh học, và cái hay ở đây là gì? Là nó sẽ giúp điều chỉnh cái nhiệt sinh học của chính cái cơ quan đấy. Ví dụ Syndro 2 là cho não, nó sẽ giúp điều chỉnh cái nhịp sinh học của chính cái não bộ của chúng ta, lúc nào hoạt động, lúc nào nghỉ, lúc nào tái tạo, lúc nào phục hồi, nó sẽ giúp điều chỉnh. Cái thứ hai là Syndro 3 thì là cho tim, nó sẽ giúp điều chỉnh cái nhịp sinh học, cái hoạt động của chính cái quả tim luôn, và nó cũng cung cấp rất nhiều những cái loại vitamin đặc chủng. Syndro 4 là cho gan. Syndro 5 là cho hô hấp, 6 là cho khớp và 7 là cho mắt. Trong đó thì những loại như là Syndro 2, 3, này, 4, này, 6 này bán rất là chạy. Đó. Và Syndro là cái dòng sản phẩm mình sẽ có 2 viên, một viên uống buổi sáng, một viên uống buổi chiều. Cẩn thận nhé. Có rất nhiều dòng. Xin lỗi, có rất nhiều sản phẩm Syndro. Viên buổi tối thì uống buổi sáng, viên buổi sáng thì uống buổi tối. Nó hơi ngược, chứ không phải là theo nguyên tắc là cứ viên sáng, viên tối uống tối đâu. Mình để ý cái hướng dẫn sử dụng một chút. Và Syndro Vital là một dòng mà mình không cần phải bổ sung thường xuyên, tức là một lần bạn bổ sung, bạn bổ sung trong vòng một tháng, một năm bạn quay lại như vậy từ 3 đến 4 lần là ok. Được chưa ạ? Tiếp, thải độc, bộ thải độc một cách tự nhiên, trang 39. Thì các bạn đã biết hết tất cả những sản phẩm thải độc rồi. Bộ ba thanh lọc bạn biết rồi, Linfosa bạn biết rồi, Syndro biết rồi, trà E và trà gan. Formula 4, Formula 4 nó giống như là một cái sản phẩm mà có khả năng thanh lọc ở cái cấp độ nhân tế bào luôn. Tức là nó có những cái hóa chất rất là mạnh để giúp loại bỏ ra khỏi nhân tế bào, loại bỏ ra khỏi tế bào của mình những cái thứ mà có thể tác động và biến đổi cái bộ gen. Thế cho nên là khi bạn uống thì nó sẽ hỗ trợ bạn thoát khỏi những nguy cơ, phòng ngừa những nguy cơ ung thư. Và đồng thời khi mà loại bỏ như thế thì Formula 4 cũng sẽ có cái tác động liên quan đến trẻ hóa. Tất cả những cái trường hợp nhiễm độc như là nhiễm độc cồn do uống rượu, trước khi đi nhậu uống 4 đến 5 viên, đi nhậu về uống tiếp thì sáng sau bạn sẽ tỉnh táo lại như không. Như hôm qua Anna bị ngộ độc thức ăn chẳng hạn, thì Anna uống ngay 2 viên Formula, xong sau đấy mấy tiếng mình uống thêm 4 viên, tổng cộng là uống khoảng 8 viên Formula, thì đến tối qua đã ăn cơm lại được bình thường rồi. Tức là từ cái lúc mình bị đến lúc buổi trưa thì đến bữa tối cơm chiều là mình uống tổng cộng 8 viên, thì tối qua ăn cơm bình thường. Mọi người còn bảo ơi tưởng đau bụng mà vẫn ăn khỏe. Tức là nó giúp bẻ gãy những cái liên kết của độc tố rất là nhanh. Hoặc là những cái trường hợp như là bị sốt chẳng hạn, thì Formula cũng là một trong những thứ mà có thể hỗ trợ tăng cường cái khả năng thải độc của tế bào, và từ đó hỗ trợ cơ thể của mình tốt hơn. Trường hợp bạn bị sốt thì bạn có thể kết hợp cùng với cả dầu balsam, bạn bôi khắp cơ thể, đặc biệt là hữu hiệu với trẻ con, cực kỳ hữu hiệu với trẻ con thì nhỉ. Và không những như thế thì cảm cũng thế, như bé nhà Anna bị cảm, Anna cũng cho như thế, cho bôi rồi bên sau bên ngoài cũng rất là tốt. Rồi nếu mà người ta nói là người ta không có điều kiện để dùng hết bộ thải độc này thì chúng ta sẽ ưu tiên hoặc là chọn
bộ ba thanh lọc với lymphosan và formula 4. Ok chưa? Ba sản phẩm đấy là ba sản phẩm nhất định phải có. Trong đó là lymphosan thì có thể là bạn không cần phải dùng quá thường xuyên đâu. Bạn dùng một đợt thì bạn dùng tiếp cũng được. Bộ ba thanh lọc lần đầu tiên bạn dùng thì bạn có thể dùng trong vòng 3 tháng hoặc 6 tháng là tùy mình. Thế còn sau này thi thoảng bạn lặp lại cũng được. Riêng form 4 thì dùng đi dùng lại hàng ngày đều dùng. Formula 4 thì hàng ngày đều dùng. Syndrome 4 á, thì lúc mà có điều kiện thì mình có thể dùng thêm, bởi vì syndrome 4 bạn chỉ bổ sung một đợt vào một tháng thôi chứ không phải là bổ sung quá nhiều. Đấy. Thì nếu như khách hàng bảo là, nếu với cá nhân Anna, nếu khách hàng nói rằng là chọn cho chị một thứ đi thì Anna sẽ chọn formula 4. Đấy. Thế còn nếu mà chọn hai thứ thôi thì Anna sẽ chọn formula 4 cộng với lymphosan. Những người mà người ta cứ nói là chọn một thứ thôi, tức là người ta lười uống viên này viên kia, cái bộ ba thanh lọc của mình rất là tuyệt vời nhưng mà nó tới ba loại đỉnh đỉnh. Thế mình phải giải thích cho khách để cho khách hiểu đó. Định nói gì chỗ này quên. Trang 41 là mình có bảo vệ thị lực thì ưu tiên số 1 là mình sẽ cho uống Vision Box, sau đấy có điều kiện hơn thì mình mới cho uống Sin 7. Thế còn cái Aronia và Lutein ấy, màu tím tím nó là bộ của dòng dành cho những người mà có thu nhập thấp hơn một chút. Thì nếu mà mình có thu nhập cao thì mình cứ ưu tiên uống Vision là được rồi. Ok chưa? Cộng thêm Sin 7 là quá tuyệt rồi. Còn ai mà có điều kiện mà chưa có điều kiện thì mình có thể cho người ta sử dụng Aronia. Trang 43 là Healthy Vision. Trước đây khi mà nhìn vào sản phẩm này tôi thấy nó rất là bình thường, thậm chí tôi còn không muốn dùng. Thế sau này tôi phát hiện ra nó là một sản phẩm cần thiết để điều chỉnh cái nhịp sinh học bên trong cơ thể của mình. Ở đây ai biết bài Rhythm of the Rain, nhịp điệu dưới mưa, hát là biết liền này. Cái bài mà Listen to the rhythm of the falling rain. Đâu em cầm gì thi họa đủ hả chị? Cái Happy Rhythm này nó chính là điều chỉnh lại cái nhịp điệu ở bên trong cơ thể của mình. Đó, cho nên tất cả những người mà ai mà hay quen những người mà luyện tập thể dục thể thao cường độ quá mạnh ấy, người ta cũng bị trục trặc cái giấc ngủ, người ta không thẳng giấc đâu. Bạn cũng có thể cho người ta sử dụng thêm Healthy Vision. Còn những người bị mất ngủ kinh niên, mất ngủ nhiều năm thì nếu bạn kết hợp giữa Healthy Vision, Maze và trà ngủ thì họ sẽ được ngủ rất là tốt. Tức là trà noi này, Healthy Rhythm và Maze. Đấy, kết hợp ba cái thứ này, ba cái hộp, ba cái thứ này kết hợp lại với nhau thì khoảng quanh 1 triệu thôi, nhưng mà nó sẽ là một trong những sản phẩm giúp cho người ta có thể điều chỉnh được nhịp sinh học bên trong tế bào, bên trong cơ thể của mình. Từ đấy người ta có giấc ngủ rất là ngon. Và Anna đã có một khách hàng là mất ngủ 10 năm rồi mà khi uống cái bộ này đến ngày thứ 2 thôi là đã có giấc ngủ được 4 tiếng. Đó, 4 tiếng mà liền giấc của người ta là rất quan trọng rồi. Vậy nếu giả dụ như bây giờ chúng ta không có Healthy Rhythm thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bạn sẽ thay Healthy Rhythm bằng bất kể một cái sản phẩm nào đấy tương tự ở dòng Syndrome. Dòng Syndrome cũng là một trong những cái dòng mà giúp mà cân bằng lại nhịp sinh học. Nếu mà người ta tin người ta đang có trục trặc thì bạn cho người ta kết hợp uống Syndroba, đúng không? Não của người ta đang khó tập trung hoặc là gì đấy thì bạn cho uống Syndro 2. Nếu trong trường hợp mà người ta khớp có gì đấy thì bạn cho uống Syndro 6. Bạn có thể kết hợp luôn một công đôi việc, hoặc đơn giản là gì, thay cái này bằng siêu vitamin. Thực ra ấy, Healthy Reason ấy, nó cũng là một cái phiên bản mà siêu vitamin hoàn toàn có thể thay thế được. Đó, cho nên là đừng có buồn nếu như mà không có Healthy Reason thì hoàn toàn có thể thay thế bằng những thứ khác. Tiếp, mình ra đến hai sản phẩm Chronolum và Vital Check Manium. Tôi rất là thích cái sản phẩm Vital Check Manium. Tôi thích nó từ cái khi tôi vào là nó chưa có hàng. Và tôi nói là khi nào cái này về là phải mua ngay. Và tôi đi ra truyền thông đến mức độ mà nguyên hệ thống của Anna cứ mà có chị phụ nữ nào là y như là chị dùng Vital Check Manium. Chronolum ấy là cái màu hồng hồng, mình nói được cái đấy trước. Cái đấy thì nó giúp bổ sung cái nội tiết tố của nữ
cho nên nó sẽ rất là cần thiết với những người mà đang bị thiếu hụt và mất cân đối về nội tiết tố nữ. Bởi vì những cái người bị mất cân đối về nội tiết tố nữ thì họ sẽ sinh ra khá nhiều những cái tình trạng nào là bốc hỏa, nào là khó chịu, nào là mụn lời nám, là một dạng mất cân đối. Cho nên đây sẽ là một cái siêu phẩm để cho người ta có thể chăm sóc được sắc đẹp từ bên trong, bao gồm cả là gì, hỗ trợ nám, rồi xe lỗ chân lông, phải nào kia khác. Ok chưa? Với cái cá nhân của Anna, cá nhân của Anna thì nếu ai có khối u thì mình cũng phải tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng clonolon, bởi vì clonolon nó có chất sắt isoflavone của đậu nành, cho nên các bạn phải để ý một chút. Khi mà mình phối kết hợp với nhiều sản phẩm khác của Cerulean thì nó sẽ chẳng có trục trặc gì đâu. Tuy nhiên đôi khi mình không biết được bên trong cơ thể người ta, mình không biết được, cho nên là mình có thể để ý cái chỗ đấy một chút. Rồi đến Vital Germanium. Vital Germanium là một cái sản phẩm chống lão hóa cực kỳ dễ thương và có công dụng cực kỳ nhanh. Hôm qua chị Thảo hỏi Anna là dùng sản phẩm nào mà có thể giúp cái cơ mặt của mình ấy, cái vùng mặt của mình đầy lên á, thì nếu mà là chị Thảo cứ dùng siêu vitamin và Vital Germanium. Vital Germanium nó có cái hàm lượng chất chống oxy hóa rất là mạnh. Một viên Vital Germanium có hàm lượng chất chống oxy hóa bằng 8 chai rượu vang. Và Anna với đội của Anna thì đang uống một ngày 2 viên sáng chiều. Nó giúp cho chúng ta có thể bù nước, cấp nước, bổ sung được tất cả những cái vitamin, xin lỗi, chất chống oxy hóa cần thiết bên trong cơ thể. Và biểu hiện của lão hóa nhé, bên ngoài là da của chúng ta bị nhăn, bị chảy dệt, bị khô, bị thiếu nước, như da chị Thảo hơi khô một chút. Và bên trong là biểu hiện của các cơ quan nội tạng có bệnh, già mà, lão hóa là già mà. Thế thì Vital Germanium nó còn giúp trẻ hóa được cả những cái tế bào ở bên trong cơ quan nội tạng nữa. Và từ đó mà cái sức lực của mình nó như là được trẻ lại luôn á. Và đi kèm với cái việc nó trẻ lại như thế, ngay cả cái bên ngoài hay bên trong của mình đều trẻ lại. Ngay cả những người đang có khối u, những bệnh nhân mà bị ung thư, khi mà uống Vital Germanium kết hợp làm nó ra kết quả cực kỳ tốt. Những cái người bị khối u mà nhỏ nhỏ chút xíu mà nó cũng chưa phát triển thành bệnh, mình cũng không biết ý, thì khi uống Vital Germanium nó giúp bạn xử lý được luôn. Đấy, vì nó có cái nguyên tắc để mà ung thư phát triển hay không, các bạn có biết chưa? Có một ông, đi quên tên. Ông ấy là Otto. Ông ấy được hai giải Nobel y học. Vì ông ấy phát hiện ra là một tế bào ung thư là tế bào sống trong môi trường axit. Hai, tế bào ung thư là tế bào không cần oxy, không thích oxy. Và từ đây thì nó mở ra cho người ta một cái quá trình hỗ trợ điều trị phòng chống ung thư và điều trị ung thư, đó là làm sao đó để cơ thể, môi trường bên trong cơ thể có tính kiềm cộng với dầu oxy thì tự động tế bào ung thư, các khối u nó sẽ bị xẻ xuống. Tế bào ung thư là gì? Là một tế bào bị sai hỏng, cho nên là nó nhân lên rất là vô tội vạ. Thế thì khi mà nhiều tính kiềm và dầu oxy thì cái tế bào này nó không phát triển được. Thế thôi. Thế là lý do tại sao mà những cái người mà bị khối u ấy thì người ta hay khuyên là nên ăn thực vật. Và ăn thực vật là phải ăn sống thì nó mới có nhiều kiềm nhá. Chứ ăn thực vật mà ăn khi đã nấu chín lên rồi thì nó cũng chuyển thành axit hết. Uống nước thì các bạn phải uống nước như là Lavi. Các bạn có phân biệt được nước Lavi và nước Aquafina. Aquafina người ta gọi là nước tinh khiết. Nó chỉ có thành phần là H2O thôi, được làm sạch tất cả những cái thành phần khác. Còn nước khoáng hay nước suối là cái nước mà trong đấy có khoáng. Cho nên nước khoáng thì có độ pH kiềm, còn Aquafina thì có độ pH acid. Aquafina thì thích hợp để rửa mặt, còn Lavi hay Vĩnh Hảo hay Ioma thì thích hợp để uống vào bên trong. Hình dung chưa? Rồi, thế khi mà mình phân biệt như vậy thì cái nước mình uống cũng phải là nước kiềm. Mình cứ thấy trên cái vỏ bao bì á, mà nó có cái màu xanh da trời á, xanh biển, xanh đậm á, đấy, cái đấy thì tức là pH của họ là kiềm trên 7, còn lại là cái màu mà xanh khác,
riêng nước tinh khiết thì mình nói như thế, ngay cả những cái nước mà từ cái máy lọc RO, tất cả những cái nước từ công nghệ máy lọc RO đều là nước axit hết. Còn nếu các bạn có điều kiện thì hãy sắm cho mình máy lọc Kangen. Ở nhà Anna là Anna dùng cái máy lọc Kangen này. Thế thì đấy cũng là một thứ để ra kiềm. Vì nước mình uống mỗi ngày, các loại rau củ quả giàu tính kiềm, về search water rich food, thực phẩm nhiều nước, search tiếng Việt cũng được. Search thực phẩm nhiều nước, search thực phẩm có tính kiềm sẽ ra một loạt cho các bạn để các bạn chọn. Ok chưa? Kết hợp cái đó cùng với những sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta chống được lão hóa, trẻ hóa, khỏe đẹp, phòng chống bệnh mãn tính và cả ung thư luôn. Vậy thì vai trò chất magnesium nó sẽ rất cần thiết, quan trọng và tất cả mọi người đều nên dùng từ đàn ông đến phụ nữ luôn nhá. Đấy, thế còn phụ nữ thì sẽ có benefit nhiều hơn bởi vì là da rẻ nó sẽ căng mọng hơn và cái cơ mặt của mình nó cũng sẽ được hồi phục hơn nữa, chứ không phải chỉ mình cái da. Cho nên là mặc dù tôi vẫn giữ nguyên cân nặng như thế nhưng mà sau 2 tháng dùng Cibidin thì không hiểu sao mà tôi nó cứ mâm dần ra, bây giờ thành mấy mâm chè rồi. Cái việc mà chỉ có hồi là mới lớn thì cái mặt tôi cũng mâm như thế, sau đấy khi lớn hơn thì cái má nó hót lại, bây giờ nó đang phè ra. Và ngực của bạn, các bạn cũng được cải thiện. Anna, khi mà Anna không uống Chronolum thì mình không có cảm nhận nhiều lắm, nhưng mà khi chuyển sang vai tổ chức Manium thì thấy nó cải thiện rất là rõ ràng, ngực bự lên rất là nhiều. Đấy, và lại chuẩn bị phải đổ thêm một cái size áo ngực nữa. Cho nên là đấy cũng là một trong những thứ mà chị em phụ nữ rất thích. Hay trong người ta uống Beauty Box cộng với vai tổ chức Manium nhỉ, 2 viên một ngày, như thế người ta sẽ vừa trẻ vừa khỏe vừa đẹp. Một lát nữa Anna sẽ cho các bạn một cái combo mà uống vào auto đẹp, cứ uống họ sẽ trở thành khách hàng của bạn trọn đời, cả họ hàng dòng cộng nhà họ sẽ làm khách hàng của bạn luôn. Rồi mình chuyển sang dùng Elin Vital. Elin Vital là dùng vitamin á, vitamin này là vitamin hữu cơ. Vitamin hữu cơ các bạn có biết phân biệt vitamin hữu cơ, vitamin vô cơ không ạ? Biết chưa? Chưa luôn. Mỏi nhở? Vitamin vô cơ là cái loại vitamin người ta tổng hợp, nó chỉ có đúng cái loại đấy thôi. À xin lỗi, khoáng, nói nhầm. Khoáng hữu cơ với khoáng vô cơ ấy, vi khoáng. Cái này có biết không? Cũng không luôn. Đây. Vi khoáng. Ví dụ bạn nhìn thấy này, canxi này, sắt này. Nếu mà loại vô cơ là loại là có đúng cái sắt và đúng cái canxi đấy. Cho nên là cơ thể mình rất là khó hấp thu, và khó hấp thu thì nó sẽ gây táo bón, gây này nọ kia khác. Bạn hình dung không? Uống vào thì rất nhiều nhưng mà đưa vào được tế bào và đưa đến đúng cái cơ quan thật cần thì không bao nhiêu. Thế còn khoáng và hữu cơ là nó đang ở dạng liên kết, ở sẵn cái dạng liên kết, vì bên trong người mình khoáng đều là ở dạng liên kết. Cho nên là nó có sẵn cái loại đấy rồi thì mình hấp thu vào dễ hơn. Đấy là lý do tại sao mà mình hay ăn rau củ quả là vì thế. Thì ở đây cũng là một loại khoáng liên kết như vậy. Thì có hai loại phụ nữ rất cần dùng, đó là sắt và canxi. Được chưa? Đấy, sang trang bên cạnh có loại đàn ông rất cần dùng, đấy là ZN. Kẽm là có chữ là ZN là biết rồi đúng không? Iốt, Việt Nam chúng ta thì không bị thiếu iốt. Thế cho trường hợp mà bị thiếu ấy thì bạn cho người ta ăn rong biển trước đi. Rong biển là một thứ đặc sản ở vùng biển Việt Nam của mình, nhất là rong nho ở Ninh Thuận ấy, rất là tốt. Bạn có thể ăn một tuần 3 đến 4 lần, là bạn ăn một lần mà ăn không quá 50 gram. Tức là mình có thể trộn salad rồi nấu canh rong biển này kia, nó cũng đã giúp phần bổ sung cái iốt và nó còn bổ sung thêm cả cái lượng chất xơ rất là quan trọng cho cái hệ vi sinh vật ở đại tràng. Trong trường hợp mà bác sĩ nói là cần phải bổ sung iốt thì bạn có thể giới thiệu cái iốt này cho người ta. Magie, các bạn biết rồi, magie sẽ giúp cho các bạn có giấc ngủ ngon, và magie giúp thúc đẩy rất là nhiều những cái chu trình bên trong cơ thể. Anh đang nhớ rằng là trong S69 hay là đội nào của Siberian có một bài mà đã ghi liệt kê rất là nhiều công dụng của magie, nên thi thoảng các bạn có thể bổ sung một hộp magie cho cơ thể của mình cũng rất là tốt. Selen, SE. Selen là một cái vi khoáng rất cần để ổn định hoạt động của tim. Cho nên là những người mà bị tim thì mình có thể hỗ trợ và giới thiệu cho người ta dùng thêm selen. Những người mà thường xuyên sống ở bên trong cái môi trường mà bị nhiễm độc như là khói bụi này, rồi xăng dầu này, rồi rác thải này, đó thì người ta mình cũng có thể hướng dẫn người ta dùng selen, ngay cả trường hợp bị bụng cũng đủ. Mình sang trang 50 là sang dòng Chimega Vital. Chimega Vital thực ra là chất béo, và chất béo là rất quan trọng. Não của chúng ta 60% là chất béo, cho nên các bạn cần phải có chất béo cho hoạt động của não bộ. Phụ nữ mang thai phải uống, trẻ em, người lớn đều phải cần. Tiếp đến, tất cả những
đều được cấu tạo bởi màng phospholipid là có chất béo ở trong đấy. Cho nên nếu mình muốn trẻ hóa mà mình không ăn chất béo đủ ấy, không có omega 3 thì nó sẽ làm cho cái tế bào của mình như là một cái túi bị rỗng ấy, nó sẽ chảy tù hết tất cả cái chất dinh dưỡng ra bên ngoài. Đó. Nữa là gì? Tất cả những cái sợi gân, dây chằng để nâng đỡ cơ thể ở những cái khớp, ổ khớp, những cái bao gọi là cái sụn, rồi ngay cả mạch máu, tất cả đều có cấu tạo từ chất béo. Cho nên nếu như mà mình mà không có thì đương nhiên là cơ thể mình sẽ yếu rồi. Nữa là gì? Nếu muốn làm sạch dòng máu thì bạn phải có chất béo. Nó có một câu là dầu tốt sẽ đẩy dầu xấu. Dầu tốt vào sẽ đẩy dầu xấu ra. Dầu xấu ở đây là cholesterol, là những cái chất béo no và gây những cái nguy cơ bệnh tim mạch, cao huyết áp, đột quỵ, này nọ kia khác. Nó sẽ được đẩy ra khi có dầu tốt. Cho nên một số trường hợp mà bị cholesterol này, bị tim mạch này, bạn phải cho người ta uống thêm Trimega Vital. Những trường hợp đang muốn giảm cân mà rất là mập, gọi cỡ khoảng 100 cân ấy, mà mập đến mức độ các cái cơ quan nội tạng bị bệnh luôn á, bạn cũng phải cho người ta sử dụng thêm Trimega Vital. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ đi từ đầu đến cuối. Có 6 loại Trimega Vital. Tên nó hơi khó nhớ cho nên tôi sẽ đọc bằng giá. Loại đầu tiên là loại 242 á, đó là cái loại Trimega Vital hỗ trợ cho quá trình trẻ hóa đấy, làm đẹp. Đó, bạn nhìn nó có rất nhiều carotin và vitamin E. Carotin là gì? Là những cái hoạt chất chống oxy hóa có nhiều trong cà rốt đấy, trong những loại quả mà có màu vàng vàng đấy, mình có thể cho người ta sử dụng. Bình thường á, khi mà trong cái khoảng 6 tháng đầu thì Anna nghĩ bạn cần cho người ta bổ sung khoảng 2 viên một ngày. Sau đó 6 tháng rồi cơ thể của mình có được một cái lượng dự trữ đủ rồi thì lúc đấy bạn chuyển xuống một viên một ngày sau. Cái loại số 2, 264.000 á, là cái loại mà đây làm sạch dòng máu để làm cho những người mà hay bị huyết khối này, đang muốn làm giảm những nguy cơ bị huyết khối, loại số 2, đúng rồi. Và những người mà đang muốn giảm cân thì có thể chỉ sử dụng cái loại Trimega Vital là 264.000 này. Ok chưa? Sang trang loại 292.600 là loại Trimega Vital để giúp làm giảm những phản ứng dị ứng. Đây sẽ là một bí quyết. Ở đây có ai trong khách hàng sử dụng bộ đào thải độc tố của mình mà bị sao nhỉ? Mà bị ngứa người nhiều ấy. Chưa đúng không? Thế thì trong đào thải độc tố nó sẽ có những cái thứ sau. Một là người ta có thể ngứa rất là khó chịu giống như Anna ngứa bản thân luôn. Vì bản thân Anna đã là cơ địa dị ứng và bị dị ứng là trong suốt năm nay là 35 tuổi thì cũng phải bị từ khoảng hơn 20 năm rồi là đã bị rồi. Cả ngày là mình cũng trong trạng thái người ngày khó chịu hết. Thì khi mà mình sử dụng á thì mình phát hiện ra là khi mình uống cái Trimega Vital và dị ứng này vào này, nó sẽ giúp mình giải tỏa và làm dịu tất cả những cơn ngứa đấy. Những người mà mình dị ứng mũi họng ấy thì cũng là dị ứng luôn, hình dung không? Thì hắt hơi sổ mũi, viêm mũi, dị ứng thì cũng là dị ứng. Cho người ta uống thêm Trimega Vital. Khi mà Anna đang thải độc và mà Anna ngứa quá, Anna uống luôn 4 viên một ngày liên tiếp trong vòng 2-3 tuần. Nó giảm xong rồi, tôi giảm xuống còn 2 viên một ngày trong vòng 6 tháng. Tại vì sao? Mình cũng là trường hợp hợp mãn tính rồi. Cái loại tiếp theo, loại 310.000 là cho mắt. Cái thứ mà giúp bôi trơn mắt ấy, nhất là ai mà hay dùng, hay ngồi làm công việc trên máy tính nhiều này, vẽ này, hoặc là những cái người mà cứ phải nhìn chằm chằm thế này này, trong cái Vision Box nó đã có cái viên này rồi. Nếu người ta chưa uống Vision Box thì có thể hỗ trợ cho người ta uống thêm cái viên này. Cái loại mà 863.000 ấy, cứ đắt là các bạn hãy nghĩ ngay đến mắt và não. Cái loại này là cho não có DHA, mấy bà bầu thì uống cái Trimega Vital này vào cho em bé thông minh. Hoặc là một số những cái người mà đang muốn bảo vệ những cái mạch máu ở não ấy thì cũng có thể uống cái này. Ok chưa? Loại cuối cùng là cũng là thiên về chất chống oxy hóa, tức là làm đẹp ấy, chống lão hóa, 285.000. Loại cuối cùng là có rất nhiều lycopene. Lycopene là cái hoạt chất mà có trong quả cà chua là có lycopene, đúng không? Thế thì bạn có thể luân chuyển giữa cái loại số 6 và loại số 1 vì thực ra công dụng của nó là giống nhau, tuy nhiên cái hợp chất có nhiều ở trong đấy thì là khác nhau. Loại số 6 là đến từ dầu cá, còn tất cả năm loại còn lại là đến từ thực vật. Vậy thì người ăn chay đừng cho người ta dùng cái loại số 6, người ta chửi cho đấy. Đây là đến từ động vật, có thể người ta không muốn sát sinh. Ở đây mọi người tinh tế một tí thì mình sẽ có được cái tình yêu thương của khách hàng rất nhiều.
Bởi vì ví dụ nói xong đây có 6 loại, bởi vì cô ăn chay cho nên là cháu với bạn với kiểu cô dùng loại số 1 nhé. Đấy, người ta cảm thấy là mình rất là có tính cá nhân hóa ở trong đấy, người ta sẽ cảm thấy yêu quý mình hơn. Rồi, trang 54 là dòng SM. Dòng này là dòng cơ bản. Và dòng cơ bản này á, thì nó cũng có tất cả những cái loại cho những loại chức năng nó rẻ hơn và nó có giá từ khoảng 170 cho đến 220 nghìn. Sẽ có rất nhiều người hỏi rằng là đây là dòng vitamin tổng hợp. Vitamin tổng hợp thì có thể nó sẽ không tốt bằng vitamin hữu cơ. Thế thì Anna cung cấp thêm thông tin cho các bạn để các bạn biết cái dòng SN dù này là dòng ra đời khi mà ở bên kia bị khủng hoảng về tài chính. Cho nên là rõ ràng là nó có một cái mức giá khá là thấp. Thì bình thường mà vitamin tổng hợp á, người ta nghiên cứu nếu vitamin tổng hợp mà ở dạng đơn á, từng loại một thì công dụng của nó không tốt bằng vitamin hữu cơ. Nhưng khi phối hợp với nó thành một chuỗi nhiều thứ thì công dụng của nó cũng ngon, chẳng thua kém gì những loại vitamin hữu cơ. Thế cho nên bạn để ý trong dòng này bạn sẽ thấy rằng là nó luôn luôn ở dạng kết hợp. Ví dụ 12 loại vitamin with canxi hoặc là omega 3 thì không nói, nhưng mà bên này nó sẽ có ginkgo và cái gì đấy, nó sẽ có một chuỗi vitamin để làm đẹp, nó có glucosamine và cái gì đấy, nó có aronia và cái gì đấy. Và chính cái tổ hợp này nó sẽ giúp cho người ta dùng ta có kết quả mặc dù nó là cái dạng mà rẻ tiền hơn. Nếu mình có điều kiện thì mình sẽ dùng những cái dòng trên. Còn trong trường hợp một số thứ, những cái dòng trên nó hết thì cũng có thể dùng tại những dòng này được. Tốt, không sao cả. Trang 59 là bộ tăng cường năng lực. Với bộ tăng cường năng lực à, thì các bạn có thể thay bằng siêu vitamin cho nó nhanh mà nó nhàn. Người ta cứ chia thành những túi sẵn rồi, mang đi vào uống thôi. Bộ duy trì cân nặng. Duy trì cân nặng. Ở đây ai có khách hàng muốn giảm cân? Có nhiều không? Nhiều à? Ê à. Bộ giảm cân. Giảm cân là một trong những cái trường hợp mà mình phải hiểu được cái nguyên lý của nó. Tại sao người ta tăng cân? Giống như Anna nói là béo là một món quà. Giảm cân bạn phải quan tâm đến hai thứ. Đầu tiên, đây là một cái bình. Nó có hai cái vòi. Vòi vào và vòi ra. Cái mỡ ở bên trong người mình ấy như là nước trong cái bình này. Đầu tiên bạn phải biết vặn nhỏ cái vòi vào, đúng không? Và bạn xả mạnh cái vòi ra thì tất nhiên là bạn gầy hơn, đúng chưa? Thế bây giờ này, có những người này dùng quá trời sản phẩm xong chửi mình là đúng chẳng có cái hiệu quả gì hết. Bởi vì là vòi vào xả kịch liệt luôn, thả vào rất là nhiều thứ thì lấy đâu ra mà giảm được. Nói với khách cái này, vẽ cho khách cái bình này, rồi anh hiểu chưa? Hiểu rồi muốn giảm cân không? Nếu muốn thì bây giờ mình nói này, giảm cân là một thứ mà nếu người ta không có kỷ luật không giảm được. Nói thẳng như thế luôn. Vậy bây giờ nhá, ngày xưa thì ăn ít thì gầy, ăn nhiều mới mập, đúng không? Bây giờ ngược lại, hít thở không khí thôi cũng càng ngày càng bập lên. Tức là rõ ràng mình cảm thấy mình ăn rất ít nhưng mà mình vẫn bị dư cân, đúng không ạ? Xung quanh mình có rất nhiều người như thế. Vậy thì tại sao? Trước đây ấy, là đơn giản là mỡ là một cái kho để tích trữ năng lượng dùng cho những cái lúc mà cần kíp, tức là có hai trạng thái mà cơ thể sẽ huy động được mỡ, một là đói, hai là rét. Hai trạng thái đấy thôi, cho nên những cái động vật mà ngủ đông ấy, thì nó có lớp mỡ rất là dày. Thế còn bây giờ thì sao? Mỡ không chỉ có một vai trò là giữ ấm hay là dự trữ năng lượng nữa, mà bây giờ trong một cái xã hội mà có rất nhiều độc tố và cặn bã và chất thải thì lúc này mỡ lại trở thành một cái kho để chứa được độc tố. Đấy là lý do tại sao ngay cả khi mình ăn ít rồi nhưng do lượng độc tố trong người mình quá cao nên cơ thể không đưa ra những tín hiệu để kích thích đốt mỡ. Cơ thể của mình ấy, tôn trọng một cái thứ quan trọng nhất, đó là sự sinh tồn. Bạn xấu tí cũng được nhưng bạn phải sống. Bạn méo mó tí cũng được nhưng bạn phải sống. Đấy, cơ thể của mình nó tôn trọng cái sự sinh tồn đến cái cỡ đấy. Có bao giờ mình tự hỏi là cái quạt thì phải cắm mới chạy được mà mình không cần phải cắm điện cũng chạy được không? Có bị con hỏi câu đấy không? Ngày xưa là bọn Anna bị hỏi câu đấy suốt. Cơ thể của mình nó vi diệu đến cái mức độ mà
từng tế bào một là những trong trong mỗi tế bào nó lại có những cái nhà máy sản xuất năng lượng riêng, gọi là tinh thể, nó nằm ở trong từng tế bào. Tất cả các tế bào đều sản xuất được năng lượng thì nó tạo thành năng lượng cho cả cái cơ thể này hoạt động, chứ không phải có một cái cơ quan nào đấy chỉ mình nó tạo ra năng lượng đâu, bạn hình dung không ạ? Thế cho nên là có rất là nhiều trăm năm nay có nhiều nhà khoa học đó, họ nghiên cứu về cơ thể của người, thế nhưng họ cái gì họ phát hiện cũng chỉ là phát hiện một cái phát hiện rất là nhỏ thôi, chưa phải là tổng hợp. Vậy nhiệm vụ của mình có cần phải tìm hiểu chân tơ kẽ tóc, mình có cần phải nói là ê cơ thể ơi mày phải điều hướng cái này cái kia vào đây này nhá, điều hướng vào đấy, không cần mình phải nhắc, tự cơ thể sẽ biết dùng cái vitamin, dùng cái dưỡng chất đấy vào trong cái việc gì nó hiểu nhất. Bởi vì khi mà sinh ra mình rất là cân bằng, cơ thể mình rất sạch và cân bằng, thế nhưng vì trong cái quá trình sống mà mình cứ bị là gì, mất cân bằng trao đổi hóa gọi là trao đổi chất dần đi, thì tự nhiên mình sẽ bị bệnh. Thế thì béo dư cân tích mỡ là một việc như vậy. Sẽ có rất nhiều khách hàng hỏi rằng là bây giờ béo có bị hóp mặt không, xin lỗi, giảm cân có bị hóp mặt không, rồi hỏi là giảm cân có bị mất ngực không, có không, rồi giảm cân có bị mất mông không, có không, có. Tức là thích bụng nhỏ nhưng mà những vòng khác thì phải phì ra đấy. Thế thì này, riêng mông trừ trường hợp là dán móc của bạn ấy là dán quả lê thì cái mỡ nó tập trung nhiều ở bên dưới. Thế còn nói chung mông là cấu tạo của cơ, cho nên tập mông thì nó sẽ lên. Còn ngực, đây, ngực là do, đa phần là do gen và do chế độ sinh hoạt ngay từ khi mà người ta dậy thì. Nếu giả sử mình thấy lúc mình dậy thì lên á, giống với chị Trúc chẳng hạn, ngực bự thì nó bự như thế là bự từ lúc mà con gái đến giờ rồi. Thế thì bây giờ nếu mà giảm cân thì theo các bạn nó sẽ giảm mỡ trước hay giảm mỡ bụng trước hay là giảm mỡ ngực trước? Mỡ bụng, chính xác. Bởi vì mỡ bụng đấy là cái hình thành sau, nó không phải do gen mình quy định mà nó là do cái chuyển hóa của mình bị sai mà nó hình thành. Đốt hết cái mỡ ở bụng rồi mình vẫn còn kiên quyết đòi giảm cân tiếp, mấy mẹ đấy mới là điên, lúc đấy nó mới đốt đến ngực, hình dung chưa ạ? Cho nên là cứ yên tâm, còn một người chẳng có miếng ngực nào cả cứ đòi là giảm cân nhưng ngực phải bự thì đi bơm, hình dung không ạ? Hoặc là bạn phải có một cái quá trình chăm sóc đặc biệt cho vùng ngực, cái gì chăm sóc cũng to lên hết. Có điều rằng là bạn cần phải mất thời gian nhiều hơn. Thì khi mình nói như vậy thì mình cũng giải quyết được cái câu là ra ra sao đó, đúng không? Và cái bộ mà giảm cân này này, khi mà dòng yoga về nó sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều, bởi vì nó đã là những cái bữa ăn thông minh thay cho những cái bữa ăn thông thường. Chỉ cần người ta ăn thay đổi cái bữa ăn vào thôi, cái bữa ăn đấy nó không có nhiều độc tố và nó lại còn có những cái vitamin, enzyme, những cái hoạt chất giúp xử lý những cái mỡ dư thừa nữa, thì bạn sẽ đẹp một cách không cần phải để tâm á. Bạn cứ dùng một thời gian sau, vài tháng sau quay lại tự nhiên bạn thấy người bạn săn chắc, mỡ của bạn được đốt đi và cơ của bạn được tăng lên một cách tự nhiên đó. Thì khi mà có cả dòng đấy về nó sẽ rất là hỗ trợ. Bây giờ chưa có dòng đấy thì mình có thể thay bằng protein của Cibidon luôn. Anna đã uống cái protein đấy, Anna thấy rất là ok. Vậy bây giờ này, mình sẽ phải xử lý làm sao? Bước 1, bạn phải xử lý độc tố cái đã, được chưa? Bạn phải xử lý độc tố, giải phóng cái độc tố ra khỏi cơ thể cái đã, thì sau đó người ta mới có thể đốt mỡ được, hình dung chưa nào? Bước 2 là mới đốt mỡ và không cần phải điều chỉnh. Khách hàng, nhiều khách hàng vui tính lắm, bảo vậy thì bây giờ anh chỉ thải độc trước thôi, anh thải độc xong rồi anh mới đến bước đốt mỡ. Thế tức là người ta lại rất là chỉnh trực trước sau. Mình hay nói với họ là những cái quá trình này nó diễn ra đồng thời bên trong cơ thể của mình, cho nên là cái quá trình thải độc và cái quá trình vặn nhỏ cái đầu vào này để tôi còn xử lý cái bên trong này thì nó sẽ luôn luôn diễn ra đồng thời. Vậy thải độc thì bạn biết phải dùng cái gì rồi đúng không? Hoặc là bộ ban thanh lọc với limphosang và trà, hoặc là bộ hoặc là formula 4 với limphosang và trà. Còn perfect hoàn hảo ra mà dùng được cả bốn thứ đấy thì càng tốt, vừa formula vừa bộ ban thanh lọc vừa limphosang vừa trà thì càng tốt, thì dùng chưa nào? Trà là trà gan đấy, nhưng mà thường trong cái bộ giảm cân này người ta sẽ phải uống rất là nhiều trà, cho nên là mình bớt lại cái trà gan, mình hình dung không? Tức mình hiểu cái bộ thải độc mà bây giờ mình biết rồi. Bây giờ trà thì có hai loại. Bình thường khi mà giảm cân ở trong hệ thống mình hay hướng dẫn nhau uống trà tê đúng không ạ? Rồi khi không có trà tê mình sẽ thay bằng trà nu đúng không ạ?
Rồi, hai cái này là cùng một họ. Họ này là họ là gì ạ? Giúp đào thải cái cặn bã ở trong đường ruột của mình á, và làm cho ngay cả những cái mỡ bám ở trong các cơ quan nội tạng mà nó có những cái độc tố sẽ giúp đào thải ra bên ngoài. Cho nên uống hai loại trà này vào thì cái việc mà mình đi vũ trụ ấy, mình nhả ngọc nó sẽ nhiều hơn. Được chưa? Mình dùng lịch sự là mình đi nhả ngọc. Thì nó nhiều hơn thì có thể là ngay lập tức ở đây ai đã có cái kinh nghiệm uống 4 gói trà tê một lúc một ngày. Anh Cường ấy, anh ấy cho tầng 1 của An An tại Hà Nội uống 4 gói trà tê trong ngày đầu tiên luôn. Má về và đi quá trời. Và mai bà đi đến mức độ bạn ôm luôn người ta lét ra và bảo trời ơi như thế này thì không thể tưởng tượng quá nhiều, đi quá nhiều. Thế thì bình thường là An An hay cho người ta là uống 3 ngày đầu 2 gói thôi, sau đó rồi tăng lên 4 gói. Thì thường 3 ngày đầu sẽ là 3 ngày nó thải ra nhiều nhất, hoặc 1 tuần đầu. Nhưng mà ý là suy đến tận cùng mình phải uống 4 cái gói trà tê đấy một ngày, chia ra đều ra mà uống từ sáng đến chiều, ok chưa? Thế còn lúc đầu mà bạn cẩn thận cho khách hàng và có thể cho người ta uống 1 hoặc 2. Anna nhớ là Anna chỉ uống có 1 lần thôi, Anna cũng đã đi 4-5 lần rồi. Uống có 1 gói rồi đã đi 4-5 lần rồi. Mà cái đấy là cái lúc mà nó đang làm sạch, nó gọi là tê cleansing body mà. Nó làm sạch, mình phải biết những cái từ tiếng Anh của nó chuẩn hơn. Và cái từ mình dịch ra, để mình dịch ra thì còn có cả bao bì nhãn mác nữa, nó là một cái chuyện khác rồi. Còn trà tê á, thì bạn xin lỗi, trà tê mà bạn có uống thì nó có thể đi hơi hỗn một tí, không có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà thường nếu bạn uống buổi sáng sẽ đi buổi tối, cho nên nếu mà bị cái bận, đang bận cái việc gì mà uống trà tê thì nhớ phải thận trọng tính toán. Tại vì anh Cường anh kể một câu chuyện là mình chẳng biết có thật hay không, mà hình dung ra thấy mắc cười. Ông bảo là tao của ông hay là của ai đấy có một người là thợ điện ấy, có uống trà tê thì lúc đấy đang treo người ở trên dây điện đang sửa điện thì xuống nhưng mà không kịp. Thì anh đang không biết là cái chuyện đấy là có thật hay không, nhưng mình tưởng tượng mình thấy rất là mắc cười. Và nhất là đi gặp khách hàng, đang tư vấn cho khách hàng thì có một cơn đau bụng nó quặn lên thì các bạn phải chui ngay vào toilet chạy ra chạy vào, cũng rất là kỳ. Thế nhưng mà uống trà nu thì nó đỡ hỗn hơn, thường uống trà nu các bạn sẽ đi nhiều vào buổi tối hơn. Đấy, thế mà nó chỉ bị vài ngày đầu thôi. Sau này là nó lịch sự lắm. Ví dụ Anna uống tầm trưa 11 giờ thì tối khoảng 7-8 giờ về đến nhà rồi mới thấy đi. Rất là lịch sự. Với lại là cái này mình có để ý là ngày xưa ấy, hồi mình còn nhỏ, cái cơn mà đau của đi cầu của mình ấy, nó nặng hơn không? Nó nhiều hơn không? Nhưng mà càng lớn thì gần như còn chả cái đau bụng ấy, đúng không ạ? Thế bởi vì là sao? Cái nhu động ruột của mình nó bị cản trở bởi rất là nhiều những cái thứ ở trong đó. Cái đường ruột của mình nó dài tận 7-8 mét, trong đấy cứng cái đại tràng nó dài 1m2 rồi và nó gấp khúc rất là nhiều. Nên chỉ cần không may độc tố cặn bã nó tắc ở trong đấy, người ta tính là cái cặn ở trong đại tràng có thể từ 1 cho đến 3 cân cơ mà. Cho nên là các bạn, đối với các bạn thải ra những cái chỗ đấy là các bạn đã giảm được từ 1 đến 3 cân rồi. Sau đấy rồi thì bằng cái cách mà mình giải tỏa độc tố và điều chỉnh cái đầu vào nhá, thì cân mới giảm đi nhá. Mình hình dung kìa, cái cân thực tế của mình là cái mỡ nó phải được đốt đi ấy, là phải bằng quá trình điều chỉnh chế độ ăn. Nó sẽ làm cho mình ăn ít calo thì mình mới đốt được mỡ. Còn cái bước đầu thì nó sẽ thải độc tố ra, nó xả hết tất cả những cặn bã. Và khi độc tố ở trong phần thô của mình, là trong đường tiêu hóa của mình được thải ra, độc tố trong các mô mỡ của mình, trong máu, trong các cái cơ quan nội tạng, trong các tế bào của mình được thải ra. Đây, lúc này cái nhu cầu sử dụng mỡ như là một cái lớp bảo vệ cơ thể sẽ không còn nữa. Thì lúc đó nó sẽ được kích thích để đốt. Vậy mình dùng cái gì để kích thích đốt mỡ? Các bạn biết không? Chrome, bây giờ chưa có chrome thì dùng cái gì? Trà Kubasai. Mọi người thường không dùng trà Kubasai, nó rất là sai lầm. Đây này, mình nhìn vào trong bộ duy trì cân nặng nó cũng trong, mình dùng trà Kubasai này. Các bạn hiểu cái nguyên lý rồi đúng không ạ? Sau khi mà đấy, những cái đấy đã được làm sạch rồi, mình cần một cái tín hiệu để kích thích đốt mỡ. Nó sẽ đốt mỡ bằng trà Kubasai. Trà Kubasai hoặc là Chrome. Mà Chrome không có thì mình tăng trà Kubasai lên thôi. Hoặc là hai cái này thôi. Hoặc là một số sản phẩm của dòng Yogo ấy, nó cũng có một cái hoạt chất để làm giúp giảm cái nồng độ cholesterol và làm giúp cho cân bằng cái đường huyết của mình. Inulin á,
cái lymphocyte insulin á, nó cũng là một trong những thứ mà giúp cho mình cân bằng lại cái đường huyết. Thế thì cái đường huyết thì nó có ý nghĩa như thế nào? Bình thường đố các bạn trả lời đúng có quà, em đến người nghe tôi nói rồi không được tham gia. Trong lúc mà mình luyện tập thể dục thể thao ấy thì nó đốt mỡ không? Tập thể dục thể thao, lúc tập thể dục thể thao là nó đốt đường không phải đốt mỡ, hình dung chưa? Nó đốt lượng đường trong máu của mình á, để lượng đường trong máu của mình rơi xuống cái ngưỡng. Từ đó nó sẽ có hai tín hiệu. Tín hiệu một gây đói, đói tức là mày ăn rồi đi, tao hết năng lượng để hoạt động rồi. Tín hiệu số 2 kêu mãi chả thấy mình cho thức ăn vào thì nó sẽ đốt mỡ, hình dung không? Thế cho nên có rất nhiều người mập ơi là mập, đi tập thể dục tập xong mấy áo mà tôi vừa mới tập được một tiếng sướng quá, uống luôn một cốc nước ép dưa hấu chẳng hạn là về mo. Cho nên là khi mà người ta mà muốn giảm cân, bạn bảo người ta thế này này, không được ăn trong cái lúc mà đói cồn cào. Lúc bạn cảm thấy đói cồn cào, uống nước uống trà vào, và sau đấy khoảng một tiếng thì bạn mới ăn. Lúc đấy bạn không còn cảm giác đói cồn cào nữa, bạn để ý mà xem, bạn đang đói ơi là đói, không ăn bận không ăn, sau một tiếng tự nhiên mình cảm thấy cũng ngang ngang bụng. Thế là cái mỡ nó đã được đốt để tạo thành năng lượng rồi. Cái phản ứng đó là gì? Là phản ứng kêu cứu. Mày đưa thức ăn vào ngay, tao cạn năng lượng, cho nên tôi có phản ứng đói. Thế còn gì? Cái mỡ trong người mình nhá, cơ thể mình rất là thương mình, nó không biết nói, cho nên là nó hình thành ra một cái lớp mỡ để phòng ngừa cái lúc mà mình bị đói và mình bị rét. Cho nên người miền Bắc thì lúc nào cũng có lớp mỡ dày hơn người miền Nam, bởi người miền Bắc thì có những cái khí hậu lạnh. Nữa là gì? Những cái lúc mà cơ thể mình nó đã trải qua vài cái giai đoạn mà bị đói rồi, cho nên nó sẽ hình thành lớp mỡ. Lớp mỡ nó rất là quý, nếu nó thấy là có đồ ăn vào nó sẽ không ưu tiên để đốt. Nếu như nó thấy là đồ ăn không vào nữa nó mới đốt. Thế thì những cái loại chất xơ ấy là những cái loại thức ăn tàng hình, ăn ai gọi là thực phẩm tàng hình. Bạn ăn càng nhiều bạn càng khỏe, càng trẻ, càng đẹp, mà cơ thể của bạn lại tưởng là bạn không ăn gì hết cho nên nó sẽ đốt mỡ. Mà khi bạn ăn những cái loại thực phẩm đó thì da của bạn vẫn căng, da của bạn vẫn đẹp, má của bạn vẫn tròn trĩnh, ngực của bạn vẫn bự và mỡ của bạn vẫn được đốt cháy đi. Các bạn cứ về sợ hai cái nhóm mà lúc nãy Anna nói, thực phẩm có nhiều nước và thực phẩm có tính kiềm, ăn sống toàn bộ, ăn càng ăn sống được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, có thể ép nước cũng được, ăn thì càng tốt thì nó phải có lượng chất xơ. Và bên trong bên ở bên dòng sản phẩm của Siberian thì nó có một cái là gì ạ? Body A chính là cái loại chất xơ, và chất xơ đấy nó giúp cho mình có thể điều hòa được cái cảm giác đói. Là vì thế mình hình dung chưa? Đó, cái chất này chất xơ cũng là một thứ rất là thiếu. Và trong cái bộ yoga thì Anna đã thấy rằng là họ có hai cái sản phẩm đồng thời, một sản phẩm giống như kiểu một dạng protein powder ấy, giống như kiểu một cái dạng là smart meal, một dạng thức ăn bữa ăn thông minh. Sản phẩm thứ hai là một sản phẩm chất xơ đến từ vịt dâu đấy. Đó, mình sẽ phải bổ sung cả hai thứ đấy, bởi vì mỗi thứ nó sẽ có một cái công dụng khác nhau. Mình hình dung chưa nhỉ? Và khi mà mình biết được cái cấu trúc đốt mỡ nó diễn ra, cái cơ chế đốt mỡ nó diễn ra như thế thì chắc chắn là khách hàng của bạn sẽ giảm cân thôi, chắc chắn luôn, không thể nào mà đừng được. Cho nên nhớ này, đầu tiên cho anh ta đào thải độc tố xong, cho anh ta những cái tín hiệu để có thể kích thích làm, gọi là chủ động làm hạ cái nồng độ insulin trong máu của mình xuống bằng glucagon, bằng inulin, bằng chrome, mình đưa đấy rồi thì bây giờ phải hướng dẫn anh ta chế độ ăn nữa. Insulin sẽ được tăng một cách chóng mặt khi các bạn ăn đồ ngọt. Đồ ngọt, đường, sữa, bánh kẹo, Coca-Cola và tất cả những gọi là tinh bột. Và tinh bột như kiểu thức ăn nhanh fast food á, nó làm tăng nồng độ insulin rất là nhiều. Anna có một cái chế độ ăn này cho người giảm cân, các bạn có thể tham khảo. Anna sẽ gửi cho các bạn có sẵn rồi. Thế thì khi mà các bạn hướng dẫn người ta ăn như vậy thì tốt nhất này, một ngày có 3 bữa đúng không? Một bữa sẽ sử dụng yogurt hoặc protein của Siberian. Ngon chưa? Bữa số 2 chỉ ăn rau củ quả thôi. Ăn sống hết, đừng có ăn đồ nấu, chỉ ăn rau củ quả thôi. Bữa đấy nên là bữa sáng hoặc là bữa tối. Bữa trưa cho người ta ăn uống bình thường. Ăn no khoảng 70% dạ dày thì vâng. Và ăn nhiều rau lên, rau luộc, rau xào, rau salad, ăn canh thì đấy, ăn nhiều lên. Mình hình dung chưa? Đấy, như thế thì một tuần
cái người mà đang khoảng 60-70 cân họ có thể giảm được khoảng 2 cân đấy. Còn cái người mà đang khoảng 80-90 cân đấy thì lúc đấy họ thì nào họ cũng phải giảm được khoảng 4 cân một tuần, nhiều cực kỳ luôn. Và hãy tin ở mức độ trải nghiệm, Anna có kinh nghiệm giảm cân cho 15.000 khách hàng rồi. Giảm cân là nó nằm trong máu của tôi rồi. Nói giảm cân nó đến 3 ngày 3 đêm cũng được. Thế cho nên là khi các bạn chỉ cần nắm rõ được đúng cái này thôi thì tất cả khách hàng giảm cân của các bạn họ đều có được kết quả tốt hết. À, hình dung ra được chưa? Rồi, ok, tiếp. Sang bộ khớp xương mềm dẻo trang 63. Bộ khớp xương mềm dẻo ở trong này mình thấy là họ đang để là lympho săn khớp này, trà khớp này, gel khớp này và canxi. Thế thì Anna theo như Anna vẫn đang hướng dẫn cho mọi người đó thì canxi mình có thể thay bằng step up. Tại vì trong step up nó có cả viên canxi, trong step up nó có cả cái viên Trimega Vital chất béo ấy để giúp bôi trơn cho các khớp. Đấy thì bạn có thể thay bằng step up. Trong trường hợp không có step up thì bạn mới cho dùng canxi cộng với cho người ta thêm một cái loại Trimega Vital nào bất kỳ để người ta giúp bôi trơn các cái ổ khớp. Được chưa? Rồi, đối với những người mà bị khớp hay là bị gút thì rõ ràng là cái bộ thanh lọc nó không thể thiếu được. Cho nên là cần phải cho người ta uống bộ ba thanh lọc và phòng lão hóa luôn. Và khi mà nói đến khớp thì người ta sẽ khoảng bị đau khoảng một tuần thôi, nhưng mà kiểu bị khó chịu thôi, không có bị đau nhiều. Nhưng mà gút, thị trường gút ngoài kia rất là nhiều. Và trong đội của Anna thì có hai anh bị gút. Và hai anh ấy dùng ấy, đầu tiên trong khoảng 10 ngày đầu tiên thì có một anh, trong 10 ngày đầu tiên anh ấy thấy khỏe hơn và anh ấy không có biểu hiện thải độc gì nhiều. Nhưng mà sau 10 ngày nó bắt đầu có một cái cơn đau giống như là cơn đau gút cấp ấy, đau rất là đau, đau mà phải đi đến bệnh viện để nhờ bác sĩ xem là tại sao lại đau thế. Và khi bác sĩ nhìn thì bác sĩ thấy là cái khớp nó sưng và nó đỏ lên. Và như vậy thì bác sĩ nói rằng là nếu mà như thế này thì là anh bị cái cơn gọi là gút cấp tính. Nhưng mà khi xét nghiệm máu ra thì bình thường gút cấp tính nó phải là nồng độ axit uric nó phải trên 700. Thì thực ra nồng độ axit uric của anh ấy chỉ có trên 400 thôi. Thế bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên. Bởi vì sao? Bác sĩ không biết là anh ấy đang dùng sản phẩm của mình. Và sau khoảng một thời gian sử dụng á, nó bắt đầu có cái hiện tượng chuyển hóa axit uric ra khỏi cái ổ khớp, nó gây như thế. Và 3 ngày đấy là 3 ngày rất là đau. Đau đến mức độ nếu mà người ta cần dùng thuốc giảm đau thì hãy cho người ta dùng. Người ta muốn đến khám bác sĩ hãy cho người ta dùng, nhưng bạn nói trước với người ta đi thì người ta sẽ hiểu là đấy là một trong những phản ứng như thế. Cái thứ hai là gì? Có một anh khác thì cái gan của anh ấy lại đồng thời kém. Cứ mỗi lần anh ấy uống thuốc để mà hỗ trợ điều trị gút và gan thì dạ dày và anh ấy bị đau. Cứ mỗi lần mà anh không uống cái thuốc đấy, dạ dày của anh ấy khỏi thì gan và gút của anh ấy lại tăng. Nó cứ thành một cái vòng luẩn quẩn như thế. Thì anh ấy không những bị gút mà anh ấy lại còn rất là mẫn cảm, dị ứng, nổi mẩn ngứa khắp người luôn. Trời ơi, ngứa một cách khủng khiếp. Và sau 2 tháng là cứ sử dụng sản phẩm thì da mặt của anh ấy sáng rõ lên rất là nhiều. Và bây giờ anh ấy đi thì anh ấy là cái gì mà gai đôi, cái gì mà gút ấy lại chỉ là khá là nặng. Mà cách đây vài ngày vợ anh có thông báo là anh ấy còn đây chứ để tôi phải đi xét nghiệm lại, nếu mà tốt thì tôi mới làm. Sau 2 tháng vợ anh thì vẫn làm trước, còn anh thì anh như thế. Và sau 2 tháng thì bây giờ cái chỉ số mà axit uric trong máu của anh ấy đã về ngưỡng của người bình thường. Đấy, bạn thấy sản phẩm của mình có thể làm nên, thực sự là có thể làm nên cái điều kỳ diệu đấy ạ. À, bằng cách là gì? Thanh lọc, loại bỏ hết những cái chất không cần thiết bẩn thừa ra bên ngoài, bổ sung tất cả những cái gì mà tế bào cần, tự tế bào sẽ điều chỉnh. Ngay cả những người mà bị bạc tắc hay là những người bị những bệnh mãn tính khác cũng thế mà thôi. Mình cứ dùng sử dụng, nếu mình mãn tính mình phải sử dụng 6 tháng 1 năm 1,5 năm, nếu mình gọi là mới chớm bị thì mình dùng sớm hơn và đã trở về được cái chỉ số như bình thường rồi. Đương nhiên tất cả là do sai lầm của việc chuyển hóa, là do chế độ sinh hoạt của mình, do loại thức ăn mình ăn. Nếu bây giờ mình ăn lại cái thức ăn cũ, mình sống lại cái cuộc sống cũ thì đương nhiên nó lại vẫn tiếp tục bị, đúng không ạ? Còn nếu mình thay đổi cả cái lối sống, mình thay đổi cả chế độ dinh dưỡng thì tự động bạn sẽ không bao giờ bị lại. Đấy, đơn giản là chúng ta cần phải làm như thế. Nó phải ở trong một điều kiện giống như khi chúng ta mới sinh ra ấy, ăn uống tử tế vào thì lúc đó đủ chất. Là chỉ chúng ta là thường chăm lo cho trẻ con ăn rất đủ chất,
mà đến mình càng lớn thì bắt đầu mình ăn càng thích một số loại này và bỏ một số loại kia, nó bị như vậy đó. Thế thì nhớ là cái bộ khớp xương mềm dẻo liên quan đến cả khớp và cả gút nữa, nên là bạn hãy nhớ là bạn thêm cho người ta cả cái bộ thanh lọc vào đây, điều kiện người ta đến đâu cho người ta thanh lọc đến đấy, ok chưa? Mình sang cái tiếp theo, trang 65 này là whey protein này. Đây, cái người mà giảm cân họ sẽ rất cần cái này các bạn ạ. Cái người giảm cân họ sẽ cần phải có một loại protein để ăn thay cho một bữa ăn, ít nhất là một bữa ăn. Thì nếu mà whey á, là một loại protein mà nó đậm đặc hơn, dành cho những người mà phải tập nặng ấy. Tại vì là nếu mà không tập thì cơ thể mình không hấp thu được hết đâu, không hấp thu được hết lại thải ra ngoài lại mất thêm tài nguyên để đào thải, thì đúng không? Thế còn bình thường như anh em mình thì mình có thể dùng protein shake. Hiện tại mình có một loại này trong bình lớn, mình có thêm hai loại mà được chia trong túi nhỏ, vị mâm xô với cả là vị cherry ấy. Đấy, hai loại đấy cũng được. Còn sau này bạn có yogurt nữa thì bạn dùng thêm yogurt. Một trong mấy loại đấy bạn có thể thay thế, để thay thế cho một bữa ăn. Thì dùng chưa nào? Rồi, mình sang hai cái trang này mình sẽ thấy bốn cái sản phẩm của dòng Sport. Cái sản phẩm đầu tiên lúc này Anna có nói với các bạn là Mega đấy. Cái sản phẩm Mega đó thì hiện tại chị Kép cũng đang dùng. Và chị Kép có dùng, và thực ra chị cũng có làm một bài phân tích khá là hay về cái bộ là cái giá tiền và số lượng viên ở trong đấy. Mega là một dòng vitamin dành riêng cho người tập, bởi vì nên nó có rất là nhiều canxi và magie. Cho nên là các bạn nếu mà đấy muốn bổ sung magie, ví dụ những người nào mà người ta bị mất ngủ mà không có magie á, thay vì bạn cho uống siêu vitamin nó hơi mắc, bạn có thể cho uống cái Mega này, nó đều có thể hỗ trợ được, thì đúng không? Hay là những khi nào mà stress bóc hết, bạn cũng có thể cho uống siêu vitamin, vitamin của Mega, ok chưa? Thứ hai là cái carnitine á, cái L-carnitine là một trong những cái thứ mà giúp đốt cháy mỡ rất tốt. Nếu mà có thì bạn hãy đưa về bổ sung nó vào cái chả Kupasai, rồi cái nhóm mà đốt mỡ này đấy, có thêm cái L-carnitine nữa đó. Và cái L-carnitine này nó sẽ giúp cho cái mỡ được đốt cháy nhanh hơn và mạnh hơn, ngay cả đồ mà dùng cơ bắp dùng cũng được, người thường dùng cũng được, thì đúng không? Mình sang sản phẩm thứ ba mà có glucosamine và cái gì chocrotin rồi đấy, chocrotin. Thì cái này là nó hơi mắc một chút. Khi mà mình tập cường độ mạnh thì lúc này những cái ổ khớp, bao khớp của mình nó sẽ rất là dễ bị tổn thương, cho nên mình cần một cái thứ để giúp bôi trơn các khớp. Thế thì cái này nó hơi khác với những người mà bị viêm khớp và bị suy giảm cái chức năng của khớp. Một cái là do bị bệnh, một cái là không bị bệnh vẫn khỏe, chẳng qua là hoạt động nhiều quá, thì hai cái đấy nó khác nhau. Thế nên là cái này thì nó mắc hơn là cái glucosamine kia. Thế thì nếu trong trường hợp mà người ta có dùng thì bạn có thể cho người ta dùng cái này, nhưng mà phải biết là nó về bản chất nó dành cho hai đối tượng khác nhau, ok chưa? Và cái cuối cùng là cái VACC, là một hỗn hợp các loại acid amin, đặc biệt acid amin không thay thế. Acid amin là những tiểu phân tử của protein. Protein là hình thành nên cơ bắp này, hormone cũng có cấu tạo từ protein, kháng thể cũng có cấu tạo của protein. Những người mà ăn chay thì người ta thường thiếu những loại acid amin không thay thế, bởi vì là có một số loại acid amin chỉ có trong thịt động vật thôi, không có trong thực vật. Vì thế cho nên là gì, những người đấy mình có thể giới thiệu cho họ uống thêm cái tổ hợp BACC này, hoặc là những người mà tập luyện người ta muốn tăng cường cái quá trình mà hình thành nên cơ bắp thì bạn cũng có thể giới thiệu BCAA. Rồi tiếp, Chrome biết rồi, Body A biết rồi, chả tê biết rồi. Bây giờ Active Fiber á, cái Body A á, cái này giống như này Anna nói, nó là đủ cái thứ mà làm tăng cái chất xơ, và chất xơ này ở dạng hoạt hóa cho nên nó giúp điều chỉnh lại cái cân đói. Rồi mình sang cái trang tiếp theo đi, mình sang cái bộ mà chăm sóc da mặt. Da mặt này thì chị em phụ nữ thì mình nên có những cái trải nghiệm thôi, bởi vì là nó sẽ có cái sản phẩm rửa mặt, rồi cái tế bào chết, rồi mặt nạ này nọ thì bạn có thể trải nghiệm. Đấy, ở trên gian hàng online có đầy đủ hơn, kem ngày kem đêm, serum đều rất là tốt. Như Anna thì Anna dùng cái bộ này thì Anna thấy khá là được này, nó làm giảm thâm cấp ẩm rất là tốt đó. Và cái giá của nó như vậy nó phải tương ứng với cái những cái sản phẩm trên thị trường với giá gấp đôi hoặc là gấp ba. Rồi cái bộ màu hồng đấy là cho tuổi teen đang bị hết hàng. Cái trang mà móng tay kem tay là nó đang đổ vào một dòng sản phẩm khác, cho nên đang chờ cũng hết hàng. Kem chống nắng thì cái chỉ số chống nắng hơi thấp nhỉ,
nhưng mà chỉ dùng có 30 thôi. À có, ok ok, được. Tiếp, mình sang cái dòng rất là hay, đó là dòng huyền thoại ban sao. Cái tinh dầu của cái dòng này nó rất là mạnh, cho nên là nó giúp cho mình có thể thẩm thấu sâu vào và giúp cho mình hỗ trợ điều trị rất là nhiều những cái thứ liên quan đến bên ngoài da. Phối kết hợp với đồ uống, cái dầu balsam là một thứ mà các bạn căn nhá, khoảng vài ngày nữa lại có về Sài Gòn rồi. Thế thì cái dầu balsam là một cái thứ mà gọi là dầu massage, nhưng mà đây là dầu massage có cái khả năng hỗ trợ làm lành những cái tổn thương bên ngoài da, ví dụ những vết chảy xước rồi bị côn trùng cắn rồi bị dao cắt, thậm chí là rời leo thì dầu balsam cũng có thể hỗ trợ xử lý được. Hay như Anna có cái mụn ở bên dưới lòng bàn chân á, trước mình đã đi đốt laser rồi, xong nó hết một thời gian, xong nó mọc lại xong nó mọc thêm hai con nữa, thế mình bảo thôi chết rồi, nhiều như thế này. Thì trong lúc mà mình dùng xoa dầu balsam thì mình bảo thôi mình cứ xoa vào xem như thế nào, nhưng mà cuối cùng nó hết thật, nó hết hai cái rồi, giờ còn một cái mà sâu nhất thì nó đang trong quá trình mà để hết. Nên Anna thấy rất là bất ngờ với cái công dụng của dầu balsam này. Những cái vết tiệt miệng á thì bôi khoảng 2 ngày, mỗi ngày bôi khoảng 3-4 lần thì nó vẫn còn cái vết nhiệt nhưng nó không bị đau nữa, chứ không phải là cái vết nhiệt đấy nó sẽ hết ngay mà nó vẫn còn nhưng nó không bị đau nữa. Khi mình mới bôi vào thì nó sẽ hơi sót một chút, cho nên khi bôi với trẻ con là phải dặn nó trước, tránh trường hợp lừa nó được một lần, lần sau nó không bao giờ cho bôi, được chưa? Nếu như Anna nói rất nhiều, Anna thường hay chiết cái da chai dầu balsam thành những cái loại bé xíu mà xịt được á, tối trước khi đi ngủ xịt vào họng, buổi sáng ngủ dậy xịt vào họng để cho nó làm dịu và làm thanh. Thì chả biết nữa, nhưng mà mình nói từ sáng đến tối ngày này qua ngày kia rồi mình thấy vẫn ngon, trộn đi ạ, vẫn ngon lành đó. Và dầu balsam thì trong trường hợp mà trẻ em này, mình này bị sốt, bị cảm kiểu như trúng gió, thì Anna đã có cái trải nghiệm là xoa hết toàn thân cho con, và xoa hết toàn thân nó cũng chỉ dùng những cái sản phẩm của Siberian, là hai cái sản phẩm mà tăng sức đề kháng và tăng trí thông minh ấy, thế thôi. Và mình xoa, cứ xoa dầu balsam một ngày xoa mấy lần vào thì rồi nó hết, thì sau 1-2 ngày là thấy nó tươi tỉnh khỏe mắn trở lại. Thế bây giờ sáng nay nó đang nói cái gì nhỉ? Cái dầu balsam này mẹ mẹ không thể gọi nó là dầu balsam thần thánh được, thế phải gọi là gì? Mẹ phải gọi là dầu balsam cứu người. Thế là mình thấy là nếu mà trẻ con nó dùng mà nó cảm thấy là nó dễ chịu ấy, trẻ con nó không nói dối, và những cái trạng thái của nó thể hiện rất là rõ rệt. Nó mệt thì nó sẽ không nỗ lực để ngồi lên, nó mệt thì nó sẽ nằm, mà nó khỏe nó cũng không làm bộ là nó chưa khỏe, nó khỏe nó sẽ nghịch. Thế là nó biết là cái trạng thái khỏe của nó, người con biết. Các bạn cứ nói chuyện chăm với trẻ nó sẽ thấy rằng là các bạn ấy là những cái người mà nói chuyện rất là đáng tin cậy. Sữa chăm sóc da đầu là mình sẽ dùng để là hỗ trợ, mình dùng sau khi lúc mình đã gội đầu á thì mình bôi vào, có những người là bị gầu mà từng tảng từng mảng mà uống cái gì dùng cái dầu gì cũng không hết được á, mình cho người ta dùng cái này. Và chị Kết có chia sẻ là một số khách hàng của chị Kết là dùng mà massage nhẹ nhàng, tất cả các tinh dầu này mình dùng mình bôi cho mình đều phải massage nhẹ nhàng một chút thì người ta giảm được cả cảm giác đau đầu nữa. Thì tinh dầu của cái dòng balsam nó rất là mạnh nên đó là cái điều hiển nhiên. Cái loại mà trang 88 là mình có cái logo mà màu nâu nâu là kem bôi cho các khớp tay, khớp chân này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, tất cả những chỗ khớp mà mình đau thì mình bôi vào, nó cũng giúp thẩm thấu và nó giúp hỗ trợ làm giảm cái cơn khó chịu do những cơn đau đấy. Kết hợp với những sản phẩm uống thì nó lại có công dụng rất là mạnh. Cái sản phẩm Repair đó là một sản phẩm rất là rẻ, nó dùng để chấm vào những cái vết như là côn trùng cắn hoặc là mụn mà đang bị sưng tấy lên á. Như Anna ấy, thì thỉnh thoảng một tuần có mấy ngày trước khi đi ngủ, Anna sẽ đắp Repair như là bằng dạng ngủ ấy. Thì sáng hôm sau một số những cái mụn nào mà nó chưa được gom cồi nó cũng sẽ dễ dàng gom cồi hơn, và cái da mặt của mình cũng được cấp ẩm tốt hơn. Nhất là khi mình du lịch đến cái vùng nào mà nó khí hậu mà hanh khô, mình hoàn toàn có thể sử dụng như thế. Gel xoa chân, cooling gel bây giờ đang hết. Tuy nhiên là cooling gel là một cái sản phẩm mà giúp làm tan máu bầm rất là tốt. Ví dụ như ở Hà Nội, Anna có một chị tầng 1 là chị Mai, chị bị đập va hoặc cạnh màn hay va vào cái gì ấy, bị sưng rất là to. Bà bôi dầu balsam và massage nhẹ nhàng trước khi đi ngủ sáng hôm nay và thấy nó xẹt xuống, bà rất là ngạc nhiên. Sau đấy rồi á thì Anna nói nếu mà có cooling gel á, chị bôi tiếp cooling gel nó sẽ giúp làm tan cái máu bầm đấy luôn, rất là nhanh. Và kem dưỡng dành cho da chân. Tại sao bàn chân lại nên được chăm sóc?
Bàn chân là cái cơ quan xa so với tim nhất, cho nên tất cả những cặn bã này, chất thải này, độc tố này, nó sẽ khó mà quay trở về cái vòng tuần hoàn để thải ra ngoài hơn so với những cái cơ quan gần tim. Cho nên là cái người mà bị tiểu đường, người ta hay bị vết lở loét là ở chân đấy, là vì như thế nó xa. Cho nên khi mình massage là mình phải massage từ dưới lòng bàn chân mà massage lên, và mình có thể dùng thêm một số những cái loại tinh dầu này bôi vào để massage. Và khi như thế thì những cái cặn bã, những cái chất thải nó sẽ được quay trở về cái vòng tuần hoàn thì nó thải ra ngoài tốt hơn. Rồi bên này là nước xúc miệng và kem đánh răng thì dễ rồi. Đây trẻ con có hai sản phẩm, sản phẩm ở trang 93 ấy là tăng sức đề kháng và tăng và omega 3. Cái tăng sức đề kháng này là nó ngọt ngọt, cho nên là các bạn có thể cho trẻ ăn từ 6 đến 15 viên một ngày cũng được. Còn omega 3 thì một ngày uống 2 cái viên cá đấy. Nó là viên cá nhưng mà nó được chiết xuất từ dầu của hạt lanh. Cho nên đến dầu của hạt lanh là một trong những cái loại dầu rất là có chất lượng, phải nói là có hàm cao nhất ấy. Đấy, không phải là nó được giết con cá đi rồi cho dầu cá vào trong đấy đâu. Và một số cái dòng dành cho trẻ em khác. Mình mở cái trang cuối cùng ra. Cái trang cuối cùng mình sẽ thấy rằng là gì? Người ta đã chia ra thành ba cái nhóm sản phẩm là thanh lọc, năng lượng và cân bằng. Tức là người ta đã chia ra rồi thanh lọc, năng lượng và cân bằng. Các bạn đã thấy rằng là cái dòng thanh lọc luôn luôn có là bộ ba thanh lọc và Lymphosan, đúng không ạ? Có mỗi cái trường hợp tiểu đường thì Lymphosan thay bằng Ibuprofen. Trường hợp của mắt thì người ta nói là không cần phải sử dụng Lymphosan, bạn cứ dùng đi, không bổ đông cũng bổ tây. Thế cái thứ hai là cái năng lượng. Năng lượng là mình sẽ dùng Adaptovit hoặc là Coen. Trang cuối cùng, trang bìa luôn ạ. Trang bìa luôn, đấy, trang bìa. Trang bìa luôn. Trang bìa có. Đấy là quyển quyển cũ ạ. Quyển của bạn chắc quyển cũ. Và nữa là gì? Đến cái phần mà cân bằng thì họ cho mình rất nhiều sản phẩm. Các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng những sản phẩm đấy vì họ đã có tính toán rồi. Thế đấy là tất cả những cái dòng mà mình cần phải quan tâm. Thế bây giờ thì Anna sẽ đưa cho các bạn một cái chiến lược là khi các bạn không biết nhiều, các bạn sẽ bán cái gì, đúng không? Và bán cái gì sẽ là cái có cảm nhận rất nhanh, một ngày, ba ngày, một tuần, đúng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái đấy. Cô cho hỏi lại Lymphosan, nếu hết thì mới bằng cái gì không? Lymphosan, bây giờ nếu hết Lymphosan, thực ra tất cả mọi cái nó đều giúp thanh lọc. Lymphosan nó là một sản phẩm rất là đặc thù bây giờ đang có mà. Ví dụ hết, hết thì bạn cứ cho người ta dùng Formula 4 kết hợp với cả trà gan chẳng hạn, trà hen, hoặc là bộ ba thanh lọc. Chị tìm một em cần đấy, chị em cần cái điện thoại của em. Rồi ok, bây giờ như thế này, trong chị tìm anh Tuấn, thì anh phải thay cái này. Anh phải thay đã. Bây giờ như thế này nhá, trong trường hợp mà các bạn không biết bán cái gì, Anna đưa có một cái combo. Nhóm Anna ấy, Anna với chị Lệ là hai người bán hàng đơn giản nhất, chẳng bao giờ suy nghĩ, không có nhiều thời gian. Một là siêu vitamin. Một là siêu vitamin, hai là Neurovision. Em cần cái điện thoại của em để em lấy được từ cho hết cái phần này đi nha, để em lấy cái thay cái sản phẩm. Ba là Formula 4. Bốn là Vital Germanium. Nào, hơi đắt tiền một tí nha. Cái này là 60 điểm, cái này là 70 điểm. Cái Formula 4 là 23 điểm, cái Viper là 26 điểm. Cái này tiền là 1265, cái này là 1485. Formula 4 là 424.000, Viper là 721.000. Cộng lại total 1.2, 2.7, 2.3, 3.1. Khoảng tầm 4,2 triệu. Rồi, các bạn có bán được như thế này không? Có bán được không ta? Có đối tượng nào có khả năng dùng bộ này? Phân nhóm khách hàng của mình ra, đối tượng nào có khả năng dùng một bộ 4 sản phẩm như thế này. Chỉ cần dùng 4 sản phẩm như thế này, người ta sẽ yêu thương bạn cả cuộc đời này, và cả họ hàng dòng tộc của người ta sẽ là khách hàng của bạn. Cho nên là gì? Sẽ có những nhóm đối tượng dùng được cả 4 cái này. Tiền không quan trọng,
Cái quan trọng là công dụng. Công dụng thì nó sẽ ít mạnh bằng cái gọi là công dụng nhanh. Cái này là vừa có công dụng, vừa có công dụng nhanh. Siêu vitamin và neurovision nó sẽ cung cấp năng lượng cho người ta hoạt động, là người ta có thể hoạt động rất là khỏe khoắn. Mặt tối về đặt lưng là ngủ, ăn cơm chỉ cần ăn chay, cơm với cả nước tương và rau luộc, rau xào cũng thấy ngon. Cho nên có rất nhiều thủ lĩnh của Siberian của mình làm sao ạ? Ăn chay trường, đúng chưa ạ? Và Anna trước đây khi mà chưa dùng Siberian thì Anna mỗi lần ăn chay mà ăn chay dài ấy, cảm thấy hơi mệt. Còn lần này là tôi đã ăn liên tục được hơn 1 tháng rồi, và tôi thấy khá là ok, không thành vấn đề gì cả. Vậy thì bây giờ formula 4 là gì ạ? Giúp điều chỉnh tế bào, hồi phục tế bào, tăng được cả cái sự phòng vệ của cơ thể trước cái sự tấn công của độc tố, kể cả là độc tố cấp tính như là ngộ độc thực phẩm, thực phẩm, những cái con vi khuẩn, vi trùng cấp tính, ngay cả rượu, đúng không ạ? Phòng chống nguy cơ ung thư, vai tờ chất magnesium là trẻ hóa cực mạnh luôn, trẻ hóa vừa làm đẹp da mà vừa sao nhở, vừa bên trong cơ thể vừa không bị bệnh tật, nếu có khối u gì cũng có khả năng làm sạch những cái khối u đấy luôn. Và thêm một công dụng nữa là vai tờ chất magnesium nó giúp đẩy nhanh cái quá trình trao đổi, tức là tuần hoàn máu ấy, nó kích hoạt được cái quá trình vận chuyển oxy bên trong người mình, cho nên là từ đấy nó sẽ giải quyết được tư tử, ti tỉ thứ. Oxy chính là cái thứ giúp hỗ trợ điều hòa những cái vết viêm cực kỳ mạnh đấy. Thế có phải là uống cái này thì vừa được thanh lọc mà vừa được làm đẹp, vừa được trẻ hóa mà vừa có năng lượng không? Tôi uống 4 cái này, và tất cả những người nào trong hệ thống của tôi mà làm được tôi đều bảo uống 4 cái này. Xong chưa nhở? Ngon chưa? Uống 4 cái này phản ứng thải độc ít. Ban đầu ấy, da của người ta sẽ căng ra, người ta sẽ làm việc tốt hơn, người ta ít thấy những cái phản ứng thải độc. Và 4 cái này rất là phù hợp dành cho những người từ ủ bệnh đến mất thích nghi đến khỏe mạnh, rất là phù hợp với cái nhóm đấy. Hình dung chưa nào? Vậy nếu như mọi người nào nói hộ tôi, các bạn có bán được bộ 4 triệu này không? Không hả? Ai ai vừa nói không? Người ta nói không có tiền. Bạn có dùng bộ này không? Có. Nếu bạn dùng cái gì, bạn bán được cái đấy. Bạn phải dùng nó, bạn phải cảm nhận được là một bộ đầy đủ cả 4 món này nó có công dụng khủng như thế nào. Thì cái cách nói của bạn ấy, không biết bạn nói cái gì ấy, nói cái gì không quan trọng bằng cách nói. Đúng không cô? Cách nói là tự nhiên người ta mang sản phẩm về, người ta dùng xong 1 tháng thôi người ta có hiệu quả. Cái cách để người ta dùng tiếp là gì ạ? Là làm kinh doanh, là trở thành tư vấn viên của Siberian. Mục đích của bạn có phải là bán hàng cho người ta không? Không. Mục đích của bạn là giúp người ta tự mua hàng trên mã số của người ta và giúp người ta có cơ hội được dùng sản phẩm miễn phí. Cái cách để được dùng bộ này miễn phí là gì? Bán cho 4 người, mình có một bộ miễn phí. Nếu mà là bán hàng, đúng không ạ? Bán cho 4 người được giảm 25%. Có phải là 4 người sẽ được một bộ không? Đấy, dễ thế. Nếu ai chẳng có kinh doanh gì hết, rất khó nói. Thế thôi, dùng sản phẩm miễn phí bằng cách mày cứ có 4 khách là mày có một bộ miễn phí. Thì người ta sẽ có cái để dùng. Và trước tiên mình phải dùng trước. Mình dùng cái gì, mình bán được cái đấy. Anna, thầy cảm thấy cái này rất đúng. Tôi dùng cái này này, nguyên hệ thống tôi dùng cái này. Formula 4 thì ai cũng thích rồi. Vai tờ chất magnesium tôi nói ra giảm cho vay trong mùa hè từ trước khi nó về, bây giờ ai cũng muốn vai tờ chất magnesium hết. Đó, thế thì trong trường hợp các bạn vẫn không thể nào mà có nhiều cái đối tượng này nhá, nam này, nữ này, làm những cái công việc mà ở quản lý cấp cao ấy, có điều kiện ấy, nên tư vấn cho người ta dùng. Trong trường hợp không thì bạn có thể kết hợp giữa 1 với 3, 1 với 4, 2 với 3, 2 với 4. Được chưa nào? Giảm tiền đi một nửa. Được chưa? Điểm giảm đi một nửa, tiền giảm đi một nửa. Nếu cả 4 sản phẩm này một người tiêu thụ cho các bạn khoảng 180 điểm. Chưa kể thêm một số sản phẩm thanh lọc của nữa là một người đấy giải quyết đem 200 điểm, đúng không? Thế còn như thế này thì một người sẽ giải quyết cho bạn khoảng 100 điểm. Mình hình dung chưa? Dễ. Cái này rất dễ. Chụp lại cái này, nói lại với não bộ của mình, bán cái bộ này rất dễ. Bán cái bộ này rất là dễ. Và bộ này làm sao ạ? Không bao giờ bị hết hàng.
không bao giờ mình nói là ôi mua lên mua hàng chẳng có cái gì, đúng chưa? Bộ này bộ đỉnh cao rồi, nhất định người ta phải mang về. Nếu thiếu một trong thiếu những cái này thì đương nhiên mình dùng cái khác, mà tôi sợ vài tờ sẽ ăn bị hết lắm, nên lúc nào tôi cũng thủ sẵn khoảng 2-3 túi để ở nhà. Cái gì có thể thiếu nhưng mà mấy cái này không thể thiếu được. Đó, khi mà mình uống á, mình có cảm nhận là mình mê cái cỡ đấy đấy. Mình mê cái cỡ là mình sợ nó hết, mình phải thủ sẵn để ví dụ nó có hết trong vòng 1-2 tháng mình rè rè, mình không có cái để dùng ngày một viên chẳng hạn. Các bạn hình dung không ạ? Đấy, khi các bạn làm như này thì mọi chuyện nó sẽ đơn giản hơn. Rồi tiếp theo đến bộ thanh lọc. Cái này là gì? Là cái bộ mà chức năng nhá. Nếu như ta bây giờ người ta đang trong kiểu bị có một cái giai đoạn rất là đặc biệt và bạn cho người ta sử dụng thanh lọc ngay, có phải nó sẽ có một quá trình đào thải độc tố không? Thế cho nên là đôi khi ấy, khôn ngoan, nếu như mà là cô mà nói là tự cô là một khách hàng, cô nói là chọn cho cô một cái, thì mình sẽ nói rằng là bây giờ có 4 cái như thế này, cái này công dụng như thế này, cái này công dụng như thế này, cái này để giúp thải độc, để phòng chống ung thư và giúp cho thải độc hết tất cả những cái độc tố kể cả cấp tính, cái này để giúp trẻ hóa cực kỳ một viên của nó bằng 8 cái chai rượu vang cần phải uống. Bây giờ uống cái này chả biết chọn cái nào, cô sẽ chọn hết. Các bạn phải làm bộ, các bạn trình bày ra, phải có chiêu chứ. Bán hàng là phải nắm bắt được tâm lý, được cảm xúc của khách hàng thì các bạn mới bán được. Bởi vì sao? Nó tốt. Và khi chỉ cần họ dùng bộ này thôi, một điều kiện số 1, nhóm người có điều rất là có điều kiện về kinh tế họ sẽ dùng những người đấy, cái bộ này quá xứng đáng và quá rẻ với những gì họ đang dùng, bạn hãy yên tâm là như thế. Nhóm thứ hai là nhóm muốn chăm sóc sức khỏe, có nhu cầu và muốn được dùng cái này, họ sẽ kinh doanh, họ sẽ giới thiệu khách hàng cho các bạn để họ có cơ hội được dùng miễn phí, họ sẽ mở rộng hệ thống bởi vì họ biết rằng cái cách để họ được dùng trọn đời là khi họ làm có một hệ thống ở đây. Hãy dùng những cái thứ đấy để mà mình đẩy cái cảm xúc của khách hàng lên, rồi không thì mình sẽ một trong hai, ok chưa? Combo thì một người khoảng 2 triệu đấy, với cả 1.6-1.7 gì đấy. Rồi với những người chờ năm một chút, đổ thì em cần cái điện thoại này. Là một cây. Rồi cái đối tượng thứ hai là cái đối tượng mà một tháng họ dùng khoảng 1 triệu ấy, đối tượng đấy nhiều không ạ? Rồi, một tháng dùng 1 triệu thì mình dùng cái gì, mình bán cái gì này? Mình thiết kế cái gì? Trong đầu mình phải có ngay. Thứ nhất là luôn luôn có một cái daily box. Một cái daily box có thể là vision box, có thể là pulse box, có thể là step box, có thể là beauty box, là men box. Bất kể một cái nào, miễn là một cái box, immuno box. Thì một cái box nó sẽ có giá từ 300 cho đến 500. Đúng không nào? Bất kể một cái dòng box nào nó đều có cái giá đấy. 1 triệu thì đầu tiên là phải có một cái box 300 đến 500k, đúng chưa? Thứ hai là các bạn cho họ một số sản phẩm thanh lọc vào, ví dụ như trà này, ví dụ như bộ ban thanh lọc hoặc là formula 4, các bạn có thể luân phiên các bạn chọn. Ban đầu có thể cho họ uống khoảng 1-2 sản phẩm trước, xong họ thích rồi thì bắt đầu tháng sau mình đưa thêm cho họ, mình đổi sản phẩm khác cho họ, thì đúng không? Đấy là những cái bộ mà tăng cường chức năng nói chung. Thế cái bộ mà có công dụng nhanh là cái bộ 4 sản phẩm này chắc chắn có công dụng rất nhanh, cảm nhận sau từ 1 cho đến 3 ngày thôi. Bộ thứ hai mà có cảm nhận nhanh đó là bộ ngủ ngon ấy. Bộ ngủ ngon giá nó khoảng 1 triệu, bộ ngủ nhá. Cái loại này cũng là có công dụng rất nhanh, là bạn sẽ cho người ta là gì? Trà noi cộng với cả healthy đúng không? Healthy vision cộng với cả magie. Healthy mà không có các bạn biết rồi, thay bằng một dòng bất kỳ của dòng sin mà hỗ trợ được người một chức năng nào đấy mà cơ thể của bạn đúng nhất, và cộng với magie. Magie không có thì có thể cho người ta uống thêm mega của dòng spot, được chưa nào? Đấy là mình biết nó là kết hợp như thế. Nếu mà không có nữa thì hai sản phẩm này cũng được rồi, tăng trà no lên nếu không có magie. Rồi thứ bộ tiếp theo ấy là thanh lọc. Bộ thanh lọc là một cái bộ mà có cảm nhận rất là rõ ràng. Người ta sẽ cảm nhận được cái kết quả thanh lọc qua đâu ạ? Qua mùi mồ hôi này, mùi nước tiểu này, màu nước tiểu này, mùi phân này, màu phân này, qua một số những cái bụi nhỏ li ti này, một số cảm giác như là ngứa ngáy, hay là một số những cái chất nhờn của mình, chất nhầy của mình nó sẽ ra nhiều hơn. Đấy là cái cảm nhận của bộ thải độc.
cho nên người ta sẽ có cảm nhận rất là nhanh. Từ một ngày, ba ngày, một tuần là người ta có cảm nhận rồi. Mình nói rằng là khi chị thả lỏng, chị sẽ có cái cảm nhận rất nhanh, là những thứ mà Anna vừa chia sẻ. Bạn hình dung không? Bộ thải độc thì sao? Ví dụ Linfosan thì khoảng 300, 200 mấy đến 300. Nếu Linfosan Cola là khoảng 280 đúng không ạ? Rồi nếu mà thêm phòng Cola 4 thì 280 cộng hơn 400 mới là khoảng 700. Nếu mà có thêm bộ 300 lọc thì nó sẽ là khoảng 1,2 triệu. Hình dung chưa? Đấy, cứ thế mà tiến hành. Nếu không có bộ 300 lọc thì bắt đầu thêm trà gan, trà lèo vào, trà nu, trà tê. Đấy, đấy là thuộc về bộ thanh lọc. Đấy cũng là một trong những cái bộ mà có hiệu quả nhanh. Bộ tiếp theo có hiệu quả nhanh ấy là bộ sinh lý. Sinh lý nam. Sinh lý nam các bạn biết rồi đúng không? Men bóc khoảng 500 cộng với một energy bóc hoặc là một boost bóc khoảng 400 nữa là khoảng 900, cộng với kẽm hơn 200 khoảng 1,1 triệu men bóc. Hình dung chưa? Bộ đấy là bộ có kết quả nhanh sau một tuần các anh nam giới có thể cảm nhận được rồi. Tiếp, bộ nữ của phụ nữ thì gọi là làm đẹp đi, làm đẹp. Nếu mà có Clonolon thì cho dùng Clonolon, nếu không có Clonolon thì cho dùng Vital Zetanium. Một cái Beauty Box nữ này mình dùng là Beauty Box là hơn 300 cộng với Vital Zetanium hơn 700 là hơn 1 triệu đúng không? Thêm một cái phòng Cola 4 nữa là xong, khoảng 1,4 triệu nếu người ta có điều kiện, nếu không thì hai cái kia thôi. Beauty Box cộng Vital Zetanium hoặc là Beauty Box cộng Clonolon. Còn ai mà có điều kiện combo hết vào thì càng tốt. Và nhớ khi mà những bộ này không có cái sản phẩm nào thải độc thì bạn cần cho người ta thêm bất kể một loại trà nào, hình dung không? Để giúp cho người ta được thải độc, hỗ trợ người ta thải độc. Nếu mà trong bộ này tất cả các trường hợp đều nên dùng thêm phòng Cola 4 thì nó đã là thải độc rồi. Bạn chỉ cần cho một phần trà đó là perfect. Còn Linfosan nữa mà, Anna có một lọ Linfosan kìa. Nói chung thật nha, những sản phẩm khác uống rất đều nhưng mà riêng em Linfosan đấy là bạn đi nhớ ra được bị uống Linfosan. Các bạn ghi chú lại, các bạn sẽ uống một buổi sáng rồi mới ngủ dậy. Trước khi mình ăn sáng á, mình uống Linfosan. Thường là uống Linfosan xong đi tập thể dục hoặc là vận động gì đó, quay trở về sau thì ăn sáng á, và uống thêm một lần nữa vào buổi chiều hoặc tối. Ok chưa? Rồi, vậy là tầm 1 triệu là mình có bộ ngủ này, có bộ thanh lọc này, có sinh lý lớn nam này, có làm đẹp cho nữ này. Rồi bộ tim mạch. Tim mạch rất nhiều người đi, tim mạch huyết áp rất nhiều người đi, cho uống gì ạ? Bun sóc hơn 400, trà tim mạch hơn 100 nữa là mới có hơn 500 đúng không? Nếu bây giờ mà mình thêm Chimiga Vital vào hỗ trợ cho họ, hoặc là mình thêm bộ ba thanh lọc vào, hoặc là thực ra những người bị tim mạch uống Vital Zetanium cũng rất là tốt. Nếu mà bạn cho full sắc cộng với cả trà tim mạch cộng với Vital Zetanium thì nó cũng khoảng 1,2 triệu. Hình dung chưa? Mình rất dễ để mình có thể combo lại được. Đấy là thêm một bộ nữa là bộ tim mạch nhá. Rồi tiểu đường. Tiểu đường thực chất là họ phải uống cái bộ thanh lọc. Tiểu đường thì khó lòng mà 1 triệu được các bạn ạ. Tiểu đường mấy phút với cả khớp thì phải khoảng 2 triệu trong một tháng. Thì bởi vậy cho nên mình hãy nói với người ta, nhưng mà người ta đang dùng nhiều cái thuốc đó, người ta hiểu mà. Thì cái này là mình người ta bị bận rồi đó. Thì tiểu đường bao giờ cũng phải dùng bộ thanh lọc. Bộ thanh lọc cũng đã mình tính ra khoảng 1,2 triệu rồi à, cộng với cả là sẽ cho người ta dùng thêm một cái siêu vitamin. Siêu vitamin sẽ là một thứ mà giúp bổ sung cái tất cả những vitamin dưỡng chất cần thiết trong cơ thể của người ta. Đấy, còn nếu người ta mà có điều kiện nữa thì cộng cái bộ thải độc, cộng siêu vitamin và cộng Vital Zetanium. Mình hình dung chưa? Mình hình dung cái cách kết hợp chưa? Luôn luôn phải có một em trẻ hóa cực mạnh ở trong đấy. Thì cái kết quả họ cảm nhận là nhanh hơn, họ nhìn thấy được qua sự thay đổi làn da của họ. Rồi, thế còn bây giờ bộ khớp hay là bộ gút cũng vậy, cũng phải có thải độc. Rồi cũng phải có thêm cái Linfosan tương tự là trong Linfosan dạng khớp. Xong rồi mình cũng phải có những cái sản phẩm tăng cường, ví dụ step up. Không có step up thì mình cũng phải cho dùng Vital Zetanium. Không có những cái thứ đấy thì mình cũng phải cho dùng siêu vitamin. Đại thể là nó phải có sự kết hợp như thế thì nó phải khoảng 2 triệu, được chưa? Còn bộ nào nữa nhỉ? À, những người mà hay bị dị ứng ấy, như kiểu viêm mũi dị ứng này, viêm xoang này, đấy những người đấy thì người ta cũng sẽ phải dùng những cái bộ thanh lọc và thêm cả Chimega Vital dị ứng. Ok chưa? Rồi có thêm một cái thứ nữa cũng rất là hiệu quả ngoài cái việc dị ứng ra, mình nhớ là xong.
mình đang xin lỗi nữ. Còn bộ gì nữa nhỉ? Còn bộ gì nữa nhỉ? Còn trường hợp nào? À, giãn tĩnh mạch, chính xác. Mới nhớ ra xong. Giãn tĩnh mạch thì có là cái cô đông. Cái cô đông đấy trên ngân hàng online nhá. Và người ta sẽ dùng cô đông kết hợp với cả cái cooling gel. Step up mà dùng với cooling gel. Nếu không có cooling gel, dùng ban sang được không? Hay tiếp à. Cái bộ giãn tĩnh mạch bây giờ người giãn tĩnh mạch rất là nhiều, cái người bị cổi nổi cái gân xanh á, thì ở trên gian hàng online nó có một cái là cô đông, nó là màu kiểu màu hơi xanh xanh á. Bạn sẽ cho người ta dùng cái đấy với cả cái step up. Nếu mà hết step up thì tức là bạn phải cho dùng thêm canxi, cho thêm dùng thêm trimethylamidol. Nếu có step up rồi là có sẵn năm đấy rồi. Và cái gel bôi bên ngoài là cooling gel. Lúc mà cooling gel về thì nhớ mua cất sẵn 1-2 tuyết gì đó. Trong trường hợp mà không có cooling gel thì thôi dùng hai cái kia. Bạn cũng có thể cho người ta massage nhẹ nhàng bằng dầu băng sang cũng được. Và thường những người bị giãn tĩnh mạch thì người ta hay có cái tất đất, hay có cái tất đi. Thì sau khi massage xong thì bảo người ta đi tất vào thôi, nó sẽ giúp người ta thẩm thấu vào và hỗ trợ. Các bạn còn ai nữa không ạ? À, một cái đối tượng mà gần đất xa trời ấy, cái đối tượng mà đang ở trong bệnh viện mà bác sĩ bảo là khi trả về thì gia đình lo hậu sự kiểu như thế, bất kể là một cái tình huống như thế nào, thì một sản phẩm, nếu có một sản phẩm duy nhất có thể cho họ dùng thì đó là siêu vitamin. Ok chưa? Nếu có thêm một sản phẩm nữa hỗ trợ cùng thì là vital germanium. Hai cái đấy nó không có cái phản ứng thải độc gì cả, chứ đến tại cái thời khắc đấy mình còn tương những cái bộ thải độc vào trong người ta thì nó rất là nguy hiểm. Ngay cả đó là formula 4 thì Anna nghĩ cái phản ứng thải độc của formula 4 nó cũng rất là mạnh mẽ đó. Cho nên là formula 4 lúc đấy người ta không bước được mà bảo là tháo ra, đã ai ở đây nếm, đã ai ở đây nếm cái bột bên trong formula 4 chưa? Ô, được này, được này, ít đấy nhỉ. Nó chua và nó chua khác luôn á. Mà sao nó chua mà cảm giác cái dưới lưỡi của mình nó tộn lên luôn á. Đấy, nhưng mà nó không có vị đắng đâu ạ. Thế mình phải biết như thế, cho nên là tất cả những cái sản phẩm mà đấy, nếu mà yếu quá rồi cho dùng siêu vitamin cộng với cả vital germanium. Ở đây mình chỉ có một chị ở bên nhánh chị Nguyệt ấy, mà ai đấy bị ốm xong rồi gần đất xa trời rồi cho uống siêu vitamin xong tỉnh lại đấy. Chị mà bán hàng giỏi không bao giờ được kinh doanh nhé, đúng không ạ? Bà 83 tuổi. Bà vừa bị oxy, bị sao ung thư phổi này, bị viêm đa khớp này, dạ dày này, đường ruột này, nói chung là nhiều thứ. Mà bây giờ mà bệnh viện Chợ Rẫy trở về mang theo bình ung oxy về, có nghĩa là về nhà là xác định là làm chuẩn bị để làm cho bà cái hậu sự thôi. Vâng. Thế nhưng mà cuối cùng là bà chị cho bà uống cái của vitamin á, mà 18 ngày sau là bà bỏ cái oxy ra. Dường nhận không? Trời ơi, phải nói là thế là sau đấy chị bán hàng bỏ từ từ, rồi lúc nào là uống, lúc nào không tin kia là bác sĩ có tay rồi mà sao sang mà cứu gì nữa. Thế là chị Yến là một của em cho uống viên uống bịch vitamin, bán hàng mà không tin nhưng mà cho uống bịch uống luôn, cái khỏe là mua hộp uống 24 ngày là gỡ ra 4 tiếng, gỡ ra 8 tiếng, cuối cùng gỡ ra thì khỏe và rút oxy ra. Và trong khi đó trước đó là chị đó cũng lo hậu sự gần 100 triệu. Thế là cứ làm trên Facebook vậy đó. Thế là người quen thấy vậy á, giờ đặt hàng lên view hơn 100 triệu luôn. Thế là lên tới 100 triệu luôn. Nhớ lại mày bán lẻ vậy thì người ta nhiều tiền lắm. Nói cái 25% ngày. Đấy, nếu bây giờ mình thấy như vậy là mình có trong tay cũng hết tất cả những cái công cụ cần thiết, từ bao gồm cả sơ đồ kinh doanh, rồi bao gồm cả chiến lược kinh doanh, những công cụ sản phẩm, lại chị nói đi. Bị thoái hóa cuộc sống, các vị địa thoái cuộc sống. Thường là mình tình như cái này, trường hợp này hôm qua cũng có một người hỏi Anna, những cái trường hợp mà thuộc về cơ xương khớp ấy, nó thường không hẳn là chỉ do rối loạn chuyển hóa, mà nó còn do cái thói quen sinh hoạt đứng ngồi của mình nữa. Thế thì như thế này, thường những cái người mà thường thoát vị địa đệm ấy là do, nếu về đông y là cái gan của họ cũng có một chút trục trặc và họ hay thích ăn khô. Nếu mà những người mà có thói quen ăn như thế mà lâu ngày á, thì tại vì gan nó chủ về gân, cho nên là
cái gân nó chỉ cần giãn không đều nó cũng gây đến bị lệch và từ đấy cái nó bị thoát vị ra. Thế thì riêng những cái trường hợp mà thoát vị đĩa đệm và cột sống thì cần phải dùng đến cái vật lý trị liệu và những cái của bác sĩ. Thế còn sau đấy rồi tôi phải đi khám một cách cụ thể xem nguyên nhân là từ đâu, người ta phải khắc phục được rồi. Sau khi đã khắc phục xong rồi, muốn dùng sản phẩm gì đấy để hỗ trợ thì mình mới cho sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ của mình, như là step up là hỗ trợ cho hệ cơ xương khớp, và ví dụ như mình cho dùng formula 4 siêu vitamin để hỗ trợ những cái tế bào của người ta tăng cái khả năng tự điều chỉnh, đúng không ạ? Riêng những thứ về xương thì phải có cái sự hỗ trợ của Tây y. Đấy là quan điểm của em. Bây giờ cái việc của chúng ta là chúng ta lại cần phải lên bộ sản phẩm cho chính chúng ta. Khoan hãy nghĩ đến chuyện là sẽ bán cho ai, mà việc đầu tiên là mình phải có trải nghiệm sản phẩm. Sau khi mình được học rồi, ở đây là một trong những cái ngành hiếm hoi mà người ta dạy những người tiêu dùng biết cái cách để mà sử dụng sản phẩm. Cứ cho như là chúng ta đang vừa hướng dẫn nhau một cái cách để chính chúng ta sử dụng sản phẩm đi. Thế thì từ đây chúng ta sẽ biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình và cho rất nhiều người thân của mình, những người xung quanh của mình. Mình đơn giản là mình sử dụng sản phẩm, rồi mình đi chia sẻ cái câu chuyện sử dụng sản phẩm, và như thế là hệ thống của mình phát triển. Đấy, bắt đầu từ một mục đích trong sáng vì cái lợi ích của chính mọi người, với một cái chiến lược cách làm khôn ngoan và một cái chính sách thông minh dễ triển khai, chắc chắn chúng ta sẽ có hiệu quả, chắc chắn là chúng ta sẽ mở rộng được mạng lưới thôi. Đó, thế bây giờ nói gì cũng không bằng trải nghiệm. Các bạn trải nghiệm các bạn sẽ có được cái cảm nhận rất là rõ ràng. Cho nên bây giờ người nào có nhiều tiền thực sự muốn đầu tư, nhớ này, sản phẩm nào cũng có hiệu quả hết, đắt rẻ thì đều có hiệu quả, cái gì hiệu quả nhanh thì mình sẽ dùng thôi. Trước khi Anna đọc xong một quyển catalog, Anna liệt kê ra nhiều sản phẩm lắm. Em muốn dùng cái A, cái B, cái C, cái D. Anh Cường chỉ nói mỗi một câu là em mua siêu vitamin và neurovitamin uống, chấm hết. Và hả? Mà em, ý em là ý mình là chuyên gia mà, để tiên cho mình chọn một sản phẩm. Anh ấy nói là em hoàn toàn có quyền làm theo cách em muốn, hoặc là em chọn làm theo cách anh hướng dẫn. Cách anh hướng dẫn thì cảm nhận của em sẽ nhanh hơn, kết quả em sẽ có nhanh hơn và em sẽ bắt đầu kinh doanh sớm hơn. Vậy em chọn cái nào? Thế là tôi mua một combo siêu vitamin và neurovision. Nhưng mà lúc đấy tôi mua cả phòng cola uống mà không có. Tại thì tôi bắt đầu uống bằng hai sản phẩm này. Sau đấy bây giờ có hai sản phẩm này về, cái tình yêu của tôi dành cho hai sản phẩm này nó quá lớn đi, nên tôi phải combo thêm vào. Đó, thì các bạn có quyền lựa chọn. Nếu các bạn sử dụng cái bộ này, các bạn sẽ có cảm nhận rất là nhanh, kinh doanh sẽ nhanh cực kỳ. Còn khi mà không sử dụng thì chẳng có cảm nhận gì hết. Giống như kiểu là mình đang đi nói một cái thứ mà mình không muốn cho mình lại muốn cho người khác ý. Bạn muốn cái gì cho bạn thì bạn phải muốn cái đấy cho người khác. Bạn không muốn cái gì cho bạn thì cũng đừng muốn cái đấy cho người khác. Cái người đầu tiên mà các bạn phải bán được hàng đó là chính là bản thân mình. Chúng ta phải sử dụng đã, và bằng cái kết quả đấy mình bắt đầu đi chia sẻ các câu chuyện sử dụng sản phẩm. Vậy ai mà có điều kiện có 1 triệu thì mua một bộ 1 triệu, có 500 nghìn thì mua một bộ 500 nghìn, có 2 triệu thì mua một bộ 2 triệu, có 4 triệu thì mua một bộ 4 triệu và ngưng ở đấy đã. Dùng một ngày, 3 ngày sau có cảm nhận rồi. Trong quá trình đấy vừa lập danh sách người quen, vừa dùng vừa lập danh sách người quen, 200 người danh sách người quen, đưa họ vào những nhóm. Nhóm 1 là gì ạ? Làm chính. Nhóm 2 làm thêm. Nhóm 3 sử dụng. Nhóm 4 chưa biết xếp vào đâu. 4 màu để biết ngôn từ sử dụng với họ. Ok chưa? Rồi, thế thì trong quá lúc đấy là các bạn có cảm nhận rồi. Đôi khi có một ngày các bạn có cảm nhận rồi. Nếu sau một ngày có cảm nhận ngay thì hãy đi chia sẻ cái điều đấy và mời người khác đến đây. Anna sẽ làm OPP để giúp cho các bạn có thể đạt được cái mục tiêu giống như sáng nay mà mình nói. Vậy bây giờ quay trở lại với những người mà đã mời các bạn đến đây. Còn nếu bạn nào mà không còn cái người đấy ở đây thì có thể nói với Anna là bạn đang có cái thể trạng như thế nào để mình hướng dẫn các bạn có thể dùng bộ nào mà tôi chọn ra rồi thì phải dùng nhá. Hỏi chỉ cần nói với tôi là có bao nhiêu tiền. Cái thứ hai là khi nói là bao nhiêu tiền rồi thì tôi chọn ra thì chỉ có dùng thôi nếu bạn nhờ tôi. Còn nếu mà cảm thấy nhờ mà tôi nói mà không làm thì đừng có nhờ. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian ở đây. Và bạn thấy thế nào ạ? Bạn cảm giác như thế nào sau khi mà đã học xong cái phần video về sản phẩm của Anna? Anna biết là mỗi một nhà phân phối sẽ có một cái
cái cách để mà hướng dẫn về sản phẩm khác nhau. Và đây là cách của Anna. Để cho cái phần chốt lại, thì cái thứ mà dễ nhất ấy, để mà bạn có thể liên hệ, đó chính là một sản phẩm nếu mà tốt thì nó phải đến từ cái vùng, một là nước của nó phải tốt, thứ hai là không khí phải tốt, và thứ ba là đất phải sạch. Thì Siren đang có những cái sản phẩm mà đến từ những cái vùng còn hoang sơ của địa cầu, cho nên đảm bảo được cả ba yếu tố này. Vì thế cho nên là công dụng của những cái sản phẩm Siren của chúng ta nó sẽ rất là cao và rất là nhanh. Đồng thời bạn sẽ thấy rằng là có một số những cái sản phẩm mà không có trong quyển catalog và là sản phẩm mới và được ưa chuộng, như là dòng Yogo. Dòng Yogo thì có hai sản phẩm, Anna sẽ hướng dẫn qua cho bạn một chút. Dòng Yogo có hai sản phẩm và nó thiên về dòng giảm cân và điều chỉnh trọng lượng, cho nên khi bạn kết hợp cái dòng Yogo này với vào những cái gì mà Anna đã hướng dẫn cho bạn về về cái phần nguyên lý về giảm cân ấy, thì nó sẽ làm cho bạn có thêm cả những cái công cụ mạnh hơn, và từ những công cụ mạnh hơn này mà bạn tư vấn khách hàng của bạn sẽ có kết quả. Và khi mà dòng Yogo về thì nó làm cho cái quá trình giảm cân của khách hàng của chúng ta ấy, nó nhanh hơn rất là nhiều, và sau một tuần người ta đã có thể cảm nhận được kết quả rồi. Thì dòng Yogo hiện tại là có hai sản phẩm. Sản phẩm số 1 á là Yogo Protein. Protein. Thì dòng sản phẩm Yogo Protein này bạn sẽ thay cho một bữa ăn. Thay cho một bữa ăn thì nó khác với cả cái dòng protein trước của công ty là gì? Là trong cái Yogo Protein này, ngoài việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất thì nó còn có cả những cái hoạt chất của L-carnitine giúp cho chúng ta có thể đốt mỡ một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Và đặc biệt nếu mà bạn có thể uống trước khi bạn tập luyện thì lại càng quý. Thế thì ví dụ như Anna bình thường bây giờ thì Anna cũng chỉ có nhu cầu duy trì cân nặng thôi, nhưng mà Anna vẫn sử dụng cái sản phẩm Yogo này. Một ngày thay cho một bữa, là bữa sáng hoặc là bữa tối hoặc bất kể cái bữa nào mà mình bị lỡ bữa. Và cái dòng này là nó như Anna nói, nó vừa cung cấp được đầy đủ dinh dưỡng và vừa làm cho chúng ta kích thích được đốt mỡ. Nó rất là hay. Và sản phẩm số 2 đó là cái Yogo vị dâu á. Hay là trên cái bao bì bạn đã thấy người ta ghi là cái chữ là Pure Heart. Cái Yogo vị dâu này này thì người bị tiểu đường uống cũng rất là tốt, và những người muốn giảm cân uống cũng rất là tốt. Và trong quá trình mà người ta muốn giảm cân thì cái mấu chốt quan trọng là người ta phải hạ được cái nồng độ đường huyết xuống. Và khi hạ được nồng độ đường huyết xuống thì mỡ mới được kích thích đốt cháy. Cho nên là bạn combo hai cái này vào để cho cái quá trình giảm cân của bạn nó trở nên nhẹ nhàng, thư thái và thoải mái hơn. Với một khách hàng giảm cân, người ta cần phải uống những sản phẩm gì? Với một khách hàng giảm cân để mà uống được những cái sản phẩm mà lại nó không quá nhiều thì ngay từ đầu á, nếu bây giờ có sản phẩm mới Yogo rồi thì bạn có thể cho họ uống cái combo một Yogo protein và một Yogo vị dâu. Sau đó bạn bổ sung cho họ, bạn bổ sung cho họ thêm một loại trà, có thể là trà tê hoặc là trà nu. Muốn giảm cân một ngày phải uống ít nhất là khoảng 4 gói gì đó trong một ngày, chia ra sáng 2 gói, chiều 2 gói. Và bởi vì cái Yogo vị dâu này nó có thể thay cho cái trà Kubasai rồi, cho nên bạn không cần phải cho họ dùng thêm trà Kubasai nữa. Ngoài ra nếu như mà người ta muốn cái quá trình thải độc diễn ra mạnh mẽ hơn thì bạn hãy tư vấn cho người ta thêm một số những sản phẩm thải độc khác như là Formula 4 và bộ ba thanh lọc. Đó là những cái ưu tiên sau. Tuy nhiên tốt nhất thì sử dụng luôn, tại vì mỡ chỉ có thể được đốt cháy và được loại ra hoàn toàn ra khỏi cơ thể mà, và đồng thời ngăn chặn cái quá trình hình thành mỡ mới khi mà độc tố được giải tỏa. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm mới về và chiến lược của công ty. Nếu như mà tiếp tục lại có những dòng sản phẩm khác thì thường là Anna cũng như là các cái nhà phân phối đầu nhánh của các bạn sẽ có những cái phần mà cập nhật, thì bạn hãy cập nhật liên tục nhé, để mình có thể biết được là sản phẩm mới dùng như thế nào. Rồi, một cái dòng số 2 mà bây giờ sẽ được rất nhiều người quan tâm đó là dòng tăng hệ miễn dịch, tăng cường hệ miễn dịch. Tăng cường hệ miễn dịch. Bây giờ cái việc mà tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta ấy được cực kỳ quan tâm luôn, đúng không ạ? Và chúng ta biết rồi. Vậy thì bởi vì là nó đang được quan tâm, đang hot, đang nóng, cho nên là nó sẽ có thể có một số sản phẩm còn và một số sản phẩm không còn.
Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biết được là cái sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch nào mà bạn cần phải biết và bạn tư vấn cho các khách hàng của chúng ta. Một đó là Immunobox. Cần thiết hơn bao giờ hết. Bình thường mình có thể uống một gói cho một ngày và một số lúc mà mình tiếp cận với quá nhiều người lạ này, hoặc là mình đang muốn tăng cường hơn cái hệ miễn dịch của mình, thì bạn có thể có những giai đoạn bạn có thể uống hai gói cho một ngày. Rồi cái số 2 là Coen hoặc là Adaptovit. Hai loại này là dạng nước. Coen là dạng lỏng và cái thiết kế của sản phẩm là nhỏ ở bên dưới lưỡi, còn Adaptovit là dạng xịt và bạn xịt bên dưới lưỡi. Cái này là nó, Adaptovit thì nó làm tăng cường cái khả năng thích nghi của mình. Và theo chọn lọc tự nhiên thì nếu như mà cá thể nào thích nghi tốt thì cá thể đấy sẽ phát triển tốt, nên là Adaptovit sẽ làm tăng khả năng thích nghi của bạn. Còn Coen á, thì nó làm tăng cái hệ miễn dịch của bạn lên tức thời luôn, tăng tức thời lên. Coen còn có thêm một dòng bên dưới mô tả là Immuno Booster, tức là tăng sốc luôn á. Và cái dòng này cũng là cái dòng mà người ta gọi là năng lượng thiên nhiên hoang dã, sẽ giúp cho bạn có thể hồi phục được sức lực và giúp cho bạn hồi tỉnh trong vòng chỉ khoảng mấy chục phút á. Nhưng mà đương nhiên sau đấy bạn phải kiếm cái gì bạn ăn ngay nhá. Và đây là hai cái dòng mà đang có rất là nhiều người đang nhiều tư vấn viên đang tìm kiếm để có thể đưa cho khách hàng của mình. Cái dòng tiếp theo á, bây giờ với cái tình hình bệnh dịch như bây giờ thì mình phải có cái trà là trà Amin. Trà amin còn gọi là trà hô hấp. Nó sẽ giúp chúng ta có thể bắt được những cái khói bụi, những cái gọi là những cái bụi mịn hoặc là những cái chất độc dạng thô ở trong hệ hô hấp của chúng ta. Bạn có thể hướng dẫn cho khách hàng sử dụng cái này. Cái số 4 là Lymphosan, hay còn gọi là, bây giờ gọi là Shopben, hoặc có một số người đọc là Shopben gì đấy, đều là như thế. Thì cái dòng Lymphosan này nó làm sạch cái nơi ở của các tế bào miễn dịch. Cái nhà của mình sạch thì bản thân mình mới sạch được. Cho nên rằng là khi mà mình làm sạch được cái nơi ở của các tế bào miễn dịch thì cái nguyên cái hệ bạch huyết của mình sạch, thì cái khả năng mà mình có thể đề kháng được với những cái tác nhân gây bệnh bên ngoài là nó sẽ rất là cao. Đồng thời á, trong cái quá trình mà mình sinh hoạt thì cái đường ruột của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đường ruột thì được ví như là một bộ não số 2 của con người. Cho nên rằng là bạn cũng cần phải sử dụng cái dòng Lymphosan hay còn gọi là Shopben này, để mà giúp làm sạch cái đường ruột của chúng ta, đồng thời bổ sung cái lợi khuẩn cho chúng ta. Đây cũng là một sản phẩm rất là quan trọng. Sản phẩm số 5 đó là cái sản phẩm Formula 4 và bộ ba thanh lọc luôn. Anna xếp vào cái số 5 này, bộ ba thanh lọc luôn. Hai sản phẩm này cũng khá là quan trọng trong việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Và khi độc tố được đào thải ra khỏi cơ thể thì hệ thống miễn dịch sẽ được tăng cường lên đáng kể. Và bạn cũng hiểu rằng là lỡ mà mình có bị tấn công rồi thì chính bởi vì cái công dụng đào thải ra mà cái sức đề kháng của mình cũng tăng lên, và cái khả năng chống chọi của mình cũng tăng lên một cách rất là rõ ràng. Cái số 6 á, là Sin 5 là cái sản phẩm giúp làm tăng cái hoạt động và cái hệ miễn dịch của hệ thống hô hấp. Cho nên nó sẽ giúp làm cho phổi của chúng ta này, khí quản của chúng ta này, ngay cả những cái hệ thống mao, vi dung mao mà trong cái đường khí quản của chúng ta cũng sẽ tốt hơn, và từ đó mà nó sẽ hỗ trợ tăng sức đề kháng cho chúng ta. Số 7 là cái số 7 này là một cái dạng nền tảng nhá, một cái dạng nền tảng. Nền tảng thì sao? Nếu mà với tất cả mọi người thì bạn có thể cho họ sử dụng siêu vitamin. Siêu vitamin. Nó sẽ giúp bạn tăng cường miễn dịch lên rất là mạnh mẽ, bởi vì đơn giản là nó làm cho từng tế bào của chúng ta được tăng cường cái năng lực hoạt động lên. Và bạn cũng biết rằng là có một vài trường hợp mà uống Immunobox ấy, chưa hết sổ mũi nhưng mà thêm siêu vitamin vào thì sổ mũi, thì hết hẳn cái sổ mũi đi. Cho nên là Anna đã có cái trải nghiệm này và Anna rất là thích dùng siêu vitamin. Có điều là siêu vitamin là một dòng mà nó hơi mắc một chút, giá của nó là trên 1 triệu. Cho nên rằng là bạn có thể linh hoạt trong những cái dòng này để thay thế. Đối với người nam giới thì họ đặc biệt là họ thực ra cái sức đề kháng của họ không bằng người nữ đâu. Cho nên rằng là người nam á, họ cần có một nhu cầu bảo vệ đặc biệt hơn. Cho nên người nam bạn có thể thay thế hoặc là bổ sung hoặc là lựa chọn một trong hai, hoặc là siêu vitamin, hoặc là bạn đưa một combo gồm có Men's Box và kẽm. Men's Box
và kẽm. Kẽm mà chúng ta ký hiệu là ZN ấy. Kẽm nó là một trong những cái vi khoáng rất là cần thiết, quan trọng trong cái quá trình mà nâng cao cái hệ miễn dịch của chúng ta. Cho nên rằng khi chúng ta mà người bình thường không cần phải là nam bổ sung kẽm thì cũng rất là tốt trong cái việc mà tăng cường hệ miễn dịch. Và đương nhiên nếu mà chúng ta không thể phải ai cũng có điều kiện để mà dùng một loạt từ số 1 đến số 7 thế này, cho nên là bạn hãy tư vấn cho khách hàng dựa trên cái số tiền của khách hàng. Và đặc biệt trong cái quá trình mà những cái người khách hàng tư vấn đầu tiên thì bạn hãy hỏi cái người hướng dẫn của mình để xem là cái gì còn hàng, cái gì hết hàng và cái gì kết hợp với cái gì. Anna thấy là nếu bạn có thể dùng khoảng trong vòng khoảng 3 trên 7 sản phẩm này cho một khách hàng đã là rất là tốt rồi. Và chắc chắn rằng là các bạn sẽ có được những cái kết quả rất là rõ rệt nếu mà bạn đưa cho khách hàng sử dụng cái bộ sản phẩm mà tăng cường hệ miễn dịch này. Và như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần về sản phẩm. Bạn đã biết những cái sản phẩm mà từng sản phẩm trong catalog, bạn cũng biết một số sản phẩm có hiệu quả nhanh, bạn cũng biết được cái chiến lược mà bạn áp dụng sản phẩm ở trong cái chiến lược kinh doanh của bạn. Và hãy nhớ rằng là bạn hãy luôn luôn tìm những cái người mà họ đang có ước mơ, họ có đam mê, họ có khát khao, họ thích ô tô ấy. Chứ còn mình đừng dùng sản phẩm của mình để đi tìm kiếm những người bệnh. Bởi vì phục vụ người bệnh thì tốn rất là nhiều thời gian, và người khỏe đang nhiều hơn người bệnh rất là nhiều. Bản chất sản phẩm của chúng ta là thức ăn ở trên bàn ăn. Cho nên là rất là mong các bạn hãy sử dụng những sản phẩm này để hướng dẫn cho những người khỏe, để giúp cho những người khỏe có thể bảo vệ sức khỏe của mình. Họ cũng đồng thời là những người làm doanh nghiệp, họ cũng đồng thời có thể là những người mà sẽ tạo ra những cái doanh số siêu khủng cho bạn. Và sau đó hữu duyên thì bạn sẽ chia sẻ sản phẩm này cho những người bệnh. Và chỉ là chúng ta không tập trung vào đối tượng những người bị bệnh nặng hoặc là bị bệnh rất nặng. Và một lần nữa, Anna xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi và dành thời gian để mà học hết cả 5 cái phần kiến thức mà Anna vừa cung cấp. Và Anna tin chắc rằng là với 5 cái phần kiến thức này, nó sẽ mang lại cho bạn được một cái bức tranh tổng quát và khiến cho bạn cảm thấy là bạn an tâm với những công việc sắp tới mà bạn sẽ làm. Và sau khi mà bạn đã học được xong 5 cái phần này rồi thì ngay lập tức bạn sẽ cần phải trở lại, bạn sẽ cần phải trở lại với cái chiến lược mà Anna đã cung cấp, chiến lược kinh doanh mà Anna đã cung cấp. Đó là bây giờ bạn phải học ngay cái video 6 bước đi đầu tiên, bạn phải học ngay cái công việc hàng ngày, các bước xử lý sự từ chối và chuỗi risk game. Điều đấy nó sẽ làm cho các bạn mạnh mẽ hơn nữa và sẵn sàng để hành động, chinh phục từng nấc thang trên cái hành trình chúng ta tiến tới cái nấc thang số 14, đi hết sơ đồ trả thưởng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái chuỗi video tiếp theo.